Hello, hello, xin chào tất cả quý vị đã quay trở lại kênh Mission Thiện. Anh Nhân Haseyong, Mission Nim Nita. Quay trở lại phần 95 ngày hôm nay đó quý vị, thì lâu lắm rồi đúng không? Quý vị có nhớ Mission không? Chứ là Mission rất là nhớ quý vị. Vì đi chơi ở ngoài Hà Nội, Hà Tĩnh đó quý vị, thì Mission đi tới 9 ngày lận. Cho nên là không có thời gian. Vì khi mà Mission đi chơi là Mission không có quan tâm đến mạng xã hội quý vị. Mission chỉ chơi để cho đó mình thoải mái thôi. Nhưng mà nhận rất là nhiều cái tin nhắn của tất cả quý vị khán giả là gửi về là nhớ Mission quá trời luôn. Mission ơi, lên clip đi, nói cái gì ngắn ngắn cũng được, 20-30 phút cũng được, miễn là thấy Mission ở trên kênh là được. Thấy thương không quý vị? Và ngày hôm nay á, là Mission sẽ chia sẻ cái phần 95. Đầu tiên thì có một cái tin nhắn của một cái vị khán giả, tại vì tôi chọn ra ngẫu nhiên thôi nha quý vị, chứ có rất là nhiều tin nhắn của các anh chị em, cô chú gửi về với cái nội dung như thế này đây quý vị. Mission ơi, đợt này sao không thấy em lên clip nữa, dạy em, chị nhớ tiếng nói của em quá hà, lên clip nữa đi nàng, trông lắm đó nha, chúc em gái của chị dồi dào sức khỏe để lên clip cho mọi người xem, yêu em gái thật nhiều. Rồi thêm một cái video clip của một em trai đó quý vị, thì nhớ Mission, nó nói mà khi mà xem clip của Mission thì không có xem bằng điện thoại, tại vì có rất là nhiều khán giả nói rằng là xem điện thoại nó không có đã, để mà xem cái tivi thì để thấy cái gương mặt của Mission rõ hơn. Thì có một em trai gửi về như thế này đây quý vị. Điện thoại công khai, vậy mà nhờ tôi xuống nhận đó. Thì cái việc đơn giản như thế này, bây giờ khoan nói cái vấn đề mà cái xuống nhận đó đi, nói về cái vấn đề mà gọi điện thoại. Nếu như quý vị có gọi một cái người nào đó nhưng mà người ta không có bắt máy, thì cái việc đơn giản tiếp theo. Thấy thưa quý vị, tức là em ấy nói là mỗi lần mà nhớ chị Mission á là mở cái tivi ra xem, mà xem trên tivi nó mới đã. Và khi mà xem những gì mà chị Mission chia sẻ thì em lại có thêm một cái động lực để mà em áp dụng trong cuộc sống của em. Thì có rất là nhiều người gửi về như vậy, rất là vui, hạnh phúc. Nhưng mà trong thời điểm thì Mission thì cũng đã chia sẻ, nếu như ai là người theo dõi Mission thật lâu thì sẽ hiểu rằng là Mission là người có bệnh, và Mission dành thời gian để mà cho cái sức khỏe mình nó ổn định mà thôi. Còn mạng xã hội nó chỉ là một cái khi nào mà Mission rảnh để Mission lên chia sẻ những kinh nghiệm sống cho tất cả mọi người mà thôi, chứ không phải là làm cái kênh YouTube lên để mà mỗi ngày lên clip để mà kiếm tiền, thì nó không phải là như vậy. Cho nên là tất cả anh chị là lâu lắm rồi, nay gần 10 ngày rồi mới gặp lại Mission, cho nên là nhớ Mission đúng không? Thật sự là Mission cũng nhớ tất cả các anh chị em rất là nhiều, nhưng có một cái là mình đi chơi mà, mình cứ vô trong cái mạng xã hội nữa thì nó sẽ rất là mệt và không có thời gian. Rồi, cái thứ hai nữa là có cái này nó rất là buồn quý vị. Khi mà Mission nhận được một cái tin nhắn này của một cái anh này là theo dõi Mission rất lâu, và một anh này là Mission rất là tôn trọng nha quý vị, nhưng mà lâu lắm rồi tôi không có nhận được tin nhắn của anh. Tại vì là có rất là nhiều khán giả nhắn tin, thì mình để ý khán giả nào mà nhắn tin nhiều đó quý vị thì mình sẽ để ý và mình nhớ. Và anh thì có lâu lâu, ví dụ như là 2-3 ngày thôi chứ không phải là mỗi ngày, 2-3 ngày là sẽ có một cái tin nhắn để hỏi thăm sức khỏe, rồi để nói về những cái clip của Mission đó quý vị. Thì nay lâu lắm rồi không có nhận được tin nhắn của anh. Đó, thì ngày hôm nay tôi nhận được tin nhắn của anh như thế này, tôi có một cái cảm giác rất là buồn. Và tôi nghĩ rằng là cũng có rất là nhiều anh chị là cũng có cái cảm giác giống y hệt như anh, và không có xem cái clip của tôi nhiều đó quý vị. Thì anh gửi về, anh nói như thế này nè quý vị. Mission Thiện, đã lâu anh ít có xem cái việc của anh cố nghệ sĩ, vì tôi quá chán và đến ghét luôn rồi nên bực bội. Hôm nay tôi xem clip phần 93 của Mission, không biết ra khi nào mà tôi mới biết việc quà cáp của Mission là như vậy. Vậy là tôi bị nó lừa quá lâu và quá tội nghiệp cho tôi. Tôi xin lỗi Mission, tôi đã bị lừa nên cũng giận Mission, ít có xem clip của Mission hơn trước. Thôi Mission hãy chọn lọc lại nguồn tin để nói chuyện cho vui hơn. Thông tin đó đây theo năng khiếu và sức ảnh hưởng trên cộng đồng, mà làm vui và cũng là giải trí cho mình và mọi người là tốt rồi. Đừng bao giờ nói đến cái drama của cố nghệ sĩ, mọi người đã quá chán hai cái tên đó rồi. Khi mà tôi nhận được cái tin nhắn của anh đó quý vị, thì tự nhiên tôi có cái cảm giác rất là buồn. Tại vì anh là một cái người cán bộ hưu trí quý vị, là một cái người rất là có kiến thức, nhưng mà lại là cũng vì những người YouTuber, mà những người YouTuber mà bẩn đó quý vị, là dẫn dắt những cái thông tin sai sự thật, dẫn dắt những cái thông tin không có đúng. Cho nên là anh tin những cái lời dẫn dắt đó, và anh đã hiểu lầm tôi, anh giận tôi, anh không có xem clip tôi trong thời gian lâu đó. Thì bây giờ vô tình anh xem được cái clip
phần 93 của tôi đó quý vị. Thì bắt đầu anh mới hiểu ra được cái vấn đề là trong cái câu chuyện mà trả quà đó quý vị, thì anh mới hiểu được. Còn khi mà tôi chưa nói, vì tôi rất là ít nói, không lẽ là bây giờ ví dụ như là một cái kênh đó nói về tôi về như thế này đó, thì tôi phải lên tôi biện minh, rồi tôi phải lên tôi giải thích, tôi phải lên phân trần, đúng không quý vị? Rồi thêm một cái kênh khác là họ nói về tôi, họ bịa đặt, họ vu khống về tôi, thì tôi cũng lên tôi phân trần. Vậy thì tôi rất là mệt quý vị. Tại vì tôi làm một cái kênh YouTube để tôi chọn một cái niềm vui và tôi chia sẻ những cái gì tốt đẹp đến mọi người. Không lẽ là bây giờ ví dụ như họ chửi tôi phải chửi lại, hoặc là họ vu khống tôi một cái gì đó tôi phải đáp trả lại đó. Thì rất là nhiều người họ xem cái kênh đó, tại vì những cái kênh đó lên clip nhiều hơn tôi. Một ngày họ lên rất là nhiều kênh, mà tổng cộng tới mấy chục kênh. Thì tôi thử hỏi là một ngày ra bao nhiêu clip. Thì dĩ nhiên là tất cả những người khán giả đã từng yêu thương tôi, đã từng theo dõi tôi, thì họ sẽ hiểu lầm chứ. Vì sao bị như vậy mà Mission lại không lên tiếng, Mission lại không lên đính chính cho mình. Cho nên là quý vị nếu thật sự là đã theo dõi tôi từ lâu thì sẽ hiểu được cái tính của tôi, rằng là tôi không thích nói nhiều. Với hai nữa là nếu như mà những người đã theo dõi và hiểu tôi rồi sẽ tin tôi và sẽ biết tôi là người như thế nào. Và những kênh đó giật tích họ nói xấu về tôi thì chắc chắn rằng là trong đầu hoặc là trong tim của tất cả những người yêu thương tôi, họ sẽ nói rằng cái đó là giật tích, cái đó là vu khống, cái đó là bịa đặt, chứ Mission không phải là như vậy. Cho nên là tôi mong muốn rằng những người mà yêu thương tôi đó quý vị, những người mà đã từng yêu thương và đã từng theo dõi và đã từng hiểu tôi thì sẽ biết được tính cách của tôi. Cho nên những cái kênh dẫn dắt nè, những cái kênh mà vu khống bịa đặt cho tôi, thì hãy đặt câu hỏi, thì phải đem ra một cái bàn cân so sánh giữa tôi và những cái kênh đó, coi là những cái kênh nào mất đạo đức, những cái kênh nào không đúng, thì tôi tin rằng các anh chị sẽ nhìn ra điều đó. Tại vì có một mình tôi thôi, mà tôi không phải là làm cái kênh YouTube hàng ngày. Tôi chỉ lên chia sẻ những cái quan điểm của mình, và tôi là một người rất là thẳng thắn. Cho nên là những cái lời mà tôi nói ra đó là người ta sẽ không thích, tại vì những cái người nói lời thẳng thắn nó sẽ đụng chạm đến những cái xấu của họ, cho nên là họ không thích. Thì một mình tôi không thể nào nói lại mấy chục kênh truyền thông YouTube quý vị. Mà những cái kênh đó không lẽ là bây giờ họ nói là tôi là chuẩn bị đối mặt với lại cái mức án là 15 năm tù, và tôi đã bị công an bắt đồ này kia. Không lẽ tất cả những cái đó tôi phải lên tôi biện minh, tôi phải lên tôi giải thích quý vị, đúng không? Mình chỉ cần nhìn như thế này: nếu như bị bắt, tại sao Mission vẫn đi chơi, là Mission vẫn hoạt động bình thường, đúng không quý vị? Thì mình biết được là những cái kênh đó là họ nói dốc rồi. Cho nên là khi mà tôi xem được cái tin nhắn này của anh đó quý vị, thì anh nói là anh giận tôi bấy lâu nay là vì anh hiểu lầm tôi, là vì những cái kênh đó nói rằng tôi là người đi đòi quà, nói rằng tôi là một người như thế này thế kia, cho nên là anh hiểu lầm, anh giận tôi đó. Thì ngày hôm nay anh nhắn lại là anh đã xem được cái clip phần 93 của tôi, thì anh mới hiểu ra được cái ngọn ngành như thế đó. Cho nên là tôi mong rằng những người mà theo dõi tôi mà thật sự là yêu thương tôi thì có những cái gì đó cứ nhắn tin riêng cho tôi, tại vì tôi không có thích đem lên mạng để nói nhiều quý vị đó. Cho nên cứ hỏi tôi về những cái vấn đề đó, tại vì á, những cái vấn đề tôi cảm thấy nó không đáng, cho nên tôi không có lên biện minh, hay là tôi không có lên để trả lời, cái thứ nhất. Và cái vấn đề thứ hai nữa là những cái kênh YouTube mà họ lên vu khống, họ chửi tôi, họ bịa đặt, họ xúc phạm tôi, thì tôi không thể nào tôi lên tôi chửi ngược lại họ. Tại vì Việt Nam mình là có pháp luật quý vị. Cho nên những cái kênh nào mà xúc phạm tôi quá đáng thì tôi sẽ kiện những cái kênh đó thôi quý vị. Và khi cơ quan chức năng họ vào họ làm việc đó quý vị, thì nó phải có thời gian, nó phải có cái quá trình trình tự của họ. Thì giống y như cái ví dụ của chị CEO Nguyễn Phương Hằng đó quý vị, là chị cũng đã có kiện các kênh YouTube mà xúc phạm hay là tấn công chị, thì nó đến ngày hôm nay mới xử lý, thì nay nhiêu quý vị, hơn 2 năm trời, chứ không phải đơn giản. Cho nên là khi mà cơ quan chức năng họ làm việc không phải là chỉ có một đơn, mà cái cơ quan của họ thụ lý rất là nhiều đơn và rất là nhiều vụ án họ cần phải thụ lý. Nhưng vấn đề nhân lực thì lại ít, nhưng mà đơn thưa hoặc là những cái vụ án thì lại rất là nhiều. Cho nên là ví dụ như là cái đơn của Mission khi mà nộp đơn đến cơ quan chức năng để mà nhờ họ xử lý về cái vấn đề này thì lại đến sau những cái đơn khác. Cho nên là họ phải xử lý theo trình tự, đơn nào đến trước, vụ án nào đến trước thì họ sẽ xử lý. Hoặc là có những cái vụ án mà nó đặc biệt nghiêm trọng thì họ sẽ ưu tiên họ xử lý cái vụ án đó trước quý vị. Cho nên là nó kéo dài để cho tất cả các kênh YouTube họ nghĩ rằng là khi họ lên họ nói tôi như vậy, họ xúc phạm như vậy là họ sẽ không bị vấn đề gì, và họ tiếp tục lên xúc phạm quý vị. Cho nên là khi ngày hôm nay anh nhắn được với em như thế này thì em cũng cảm thấy rất là hạnh phúc, vì anh đã hiểu ra. Vì có một số khán giả là trước đó là nhắn tin với tôi thường xuyên mà bây giờ lại không nhắn tin nữa, thì chắc có lẽ hiểu lầm hoặc là không thích tôi hay là cái gì đó. Nhưng mà tôi không thể nào tôi tìm lại được những cái người khán giả đó để mà tôi nói chuyện với họ, tại vì rất là nhiều người nhắn đến tôi đó quý vị.
Cho nên thông qua cái thông điệp này thì tôi tin rằng tất cả các quý vị đã xem qua trong cái drama, bất kỳ cái drama nào và đến thời điểm này nó như thế nào, thì tôi tin rằng các anh chị đủ thông minh để nhận ra cái vấn đề là những gì tôi phân tích và những gì tôi nói đến ngày hôm nay nó có đúng hay sai, và những người đó hiện tại bây giờ thì những cái hành động đó là nó như thế nào, thì tôi tin rằng các anh chị đủ thông minh để nhìn ra những cái vấn đề đó. Tiếp theo tôi xin chia sẻ cái kênh YouTube của cái em Nguyễn Sơn Cây Cảnh quý vị. Thì tất cả mọi người nếu như mà ai yêu thương cây cảnh á, thì theo dõi và đăng ký ủng hộ cho em Nguyễn Sơn nha quý vị. Vì em á, là một thợ bạc cùng ngành nghề với lại chúng tôi quý vị. Nhưng mà em chỉ là thợ bạc làm gia công thôi chứ em không phải là mở tiệm vàng. Cho nên là trong thời gian gần đây á, thì em gia công ít, không có nhiều đó quý vị. Thì em làm thêm mở cái kênh YouTube để mà chia sẻ về cái việc mà chăm sóc cây cảnh. Và em cũng có bán cây cảnh luôn quý vị. Cho nên mọi người ủng hộ cho một cái người mà làm ăn chân chính nha quý vị. Theo dõi kênh của em. Nếu như mà ai thích về cây cảnh thì theo dõi để mà mình biết được là cái cách chăm sóc cây bonsai rồi tất cả những cái cây cảnh như thế nào. Mọi người vào ủng hộ cho em Nguyễn Sơn Cây Cảnh nha quý vị. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đây là một người thợ bạc nha quý vị. Rồi có một bé rất là dễ thương nhắn tin về tôi như thế này đây quý vị. Chào chị, em nghe chị nói có cái chuyến đi du lịch Trung Quốc. Em muốn được điện thoại chị để tư vấn. Rảnh thì chị điện thoại nói chuyện với em nha, được không chị? Thì khúc này thì tôi mới trả lời với em là tôi không phải là một cái người mà tổ chức ra cái tour đó và tôi không phải là người hướng dẫn, cho nên tôi nói là cho em cái số điện thoại của em tính để mà liên hệ trực tiếp để hỏi. Với hai nữa thì em liên hệ đến trễ quá thì không biết là người ta còn nhận tour hay không, hoặc là đủ chỗ chưa. Thì sau khi mà tôi cho em cái số điện thoại của công ty thì em đã liên hệ đến công ty và đã đặt được chỗ luôn. Em ấy mới nói là dạ tại lần này á là em đi có một mình thôi, mẹ em biết là có chị đi nên mới yên tâm cho em đi cùng chị. Có chị đi chung em cũng yên tâm hơn, cảm ơn chị, và hẹn gặp chị ở chuyến đi chơi. Nôn gặp chị quá đi à, trời thương quý vị. Tức là đi chỉ có một mình thôi, nhưng mà mẹ thì không có yên tâm để cho đi một mình. Mẹ nói là trong cái chuyến đi này có chị Mi Sơn đi, cho nên là mẹ của em rất là yên tâm để cho em đi chung với lại chị Mi Sơn và nôn gặp chị ngày đó. Và chị thật sự chị cũng nôn gặp em quá luôn. Cho nên là rất là dễ thương đúng không quý vị. Nói chung là khi mà trên cuộc sống mình hãy chọn những cái bình luận nào, mình chọn những cái nào để đem đến cho mình niềm vui quý vị. Vì tôi thì không giống những cái kênh YouTube khác, không có thích nói qua nói lại, tôi chỉ thích chia sẻ những gì vui vẻ đến tất cả mọi người. Và tôi chia sẻ đến tất cả mọi người những cái năng lực để mình làm việc kiếm tiền nè, những cái năng lực để mà mình lo cho gia đình nè, những cái năng lực để mình tạo cho cái cuộc sống của mình được hạnh phúc hơn. Thì tôi chỉ thích chia sẻ những cái đó thôi quý vị. Và tiếp theo có một cái trường hợp mà cầu cứu đến tôi nhờ giúp đỡ nữa đây quý vị. Thì em ấy gửi về như thế này đây quý vị. Dạ chị ơi, em được biết hoàn cảnh gia đình của em này. Em này ở ấp 3, xã Đốc Binh Kiều, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp, thật sự rất là khó khăn, cần được sự giúp đỡ lắm chị ơi. Ba của em ấy bị bệnh động kinh, trào ngược dạ dày, thoái hóa cột sống, thiếu máu não, điều trị nay cũng đã khuyên giảm, tái đi tái lại hoài. Còn mẹ của em thì bị tiểu đường nặng, bị bệnh tim, bệnh tiểu đường nó biến chứng làm sao mà chân của mẹ em ấy teo lại, không có đi lại được chị ạ. Mình mẩy mặt mày thì phù nề, sưng húp lên, mắt thì gần như không thấy, tội nghiệp lắm chị ơi. Anh trai của em ấy thì bị bệnh tâm thần, đang được điều trị. Được xã hỗ trợ cho điều trị ở bệnh viện Đồng Tháp, sức khỏe của mẹ em ấy yếu dần, nếu không nhập viện điều trị, chắc không cầm cự được bao lâu. Em ấy thì không có công việc làm ổn định, ở xóm ai thuê gì thì làm đó. Còn nuôi hai con nhỏ, hoàn cảnh của em ấy tội nghiệp lắm chị ơi. Mấy năm nay thuốc men cho cha mẹ, phụ thuộc vào em ấy và nhờ họ hàng, hàng xóm giúp đỡ người một ít để có tiền thuốc thang cho mẹ năm nay. Nay bệnh của mẹ ngày càng nặng, không có tiền nhập viện gấp để điều trị, chắc không kịp nữa chị ơi. Em xin chị lên clip, em xem clip của chị, em rất ngưỡng mộ về tài đức của chị. Được biết chị có tấm lòng nhân ái giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, nên hôm nay em mạo muội cầu cứu đến chị, nhờ chị làm ơn làm phước chia sẻ đến cộng đồng mạng, có lòng hảo tâm giúp đỡ cho em ấy để có tiền lo cho mẹ nhập viện để điều trị, nếu được chị giúp đỡ. Và em thay mặt gia đình cảm ơn chị và quý nhà hảo tâm rất rất nhiều ạ. Số điện thoại của em ấy đây ạ, 0335204107. Em ấy tên là Bích Thủy. Còn đây là giấy tờ bệnh của anh trai em ấy bị bệnh tâm thần chị ạ. Thì em ấy có chụp gửi cho tôi. Thì cái giấy này là giấy xác nhận của anh trai em ấy là bị bệnh thần kinh nha quý vị. Và đã được xác nhận của địa phương và bệnh viện tâm thần. Anh trai của em ấy là
Trần Hoàng Phong, sinh năm 1989 quý vị, và một cái giấy xác nhận bệnh của cha ruột của em ấy là ông Trần Văn Hại. Trời ơi, cái tên gì kỳ quá, tên vậy biểu sao không khổ trời. Trần Văn Hại, sinh năm 1962, xác nhận của bệnh viện là bệnh của ba em ấy là tình trạng là bị dị dạng, dị tật, không có khả năng phục vụ lao động được quý vị. Đó, mà giấy chứng nhận là bên khoa tâm thần của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Tháp quý vị. Thì ba của em ấy cũng bệnh tâm thần luôn chị ơi, cả nhà đều bệnh hết, tội lắm. Mong chị chia sẻ và giúp đỡ cho gia đình em ấy ạ. Dạ, còn tài khoản thì em ấy nói là sẽ đi ra ngân hàng làm, một chút có em sẽ gửi cho chị nha. Thì em này mới đi ra ngoài ngân hàng làm cái số tài khoản quý vị. Tại vì khi mà em này nhờ đến tôi đó quý vị, thì tôi nói là phải có cái số điện thoại của người trong gia đình và phải có cái số tài khoản của người trong gia đình. Đó, tại vì á, tôi chỉ là người đứng ra tôi kêu gọi, nếu như tất cả những mạnh thường quân, tất cả những khán giả mà xem được cái clip này của tôi, và nếu như có cái tấm lòng mà chia sẻ lá lành đùm lá rách đó quý vị, thì muốn cho bao nhiêu là cho, tùy lòng hảo tâm của mọi người muốn giúp đỡ mà thôi. Và có số điện thoại, mình điện thoại để mình xác định là cái người này là ở đâu, và muốn xem trực tiếp gọi điện thoại video để biết được là gia đình em ấy là như thế nào, để mình có thể xác định là mình cho số tiền bao nhiêu, mình có thể giúp đỡ hay không. Đó, còn cái số tài khoản thì sẽ chuyển trực tiếp vô trong cái người trong gia đình, những người mà bị bệnh đó mà tôi chia sẻ nha quý vị. Thì em mới chạy ra ngân hàng em làm cái tài khoản là tên là Trần Bích Thủy là em, tại vì cha là Trần Văn Hoài, còn anh trai là Trần Hoàng Phong quý vị, còn tên của em ấy là Trần Thị Bích Thủy. Số tài khoản ngân hàng là 6615205197293, ngân hàng Aribank chi nhánh Tân Hưng Long An. Em xin gửi đến chị số tài khoản của em ấy ạ. Thì qua những cái thông tin này của em thì thật sự ra có rất là nhiều người nhờ đến tôi nha quý vị, thì tôi cũng phải xác nhận là cái người đó là có thật sự hay không. Với hai nữa là tôi không thể nào mà tôi đi kiểm chứng được cái trường hợp đó nó có thật hay không. Nhưng mà những người nào mà có giấy tờ đầy đủ đàng hoàng, cái người mà cái số điện thoại và cái số tài khoản cùng là anh em trong gia đình đó, thì quay cái gia đình của nhà thì tôi mới lên tôi kêu gọi. Tại vì rất là sợ quý vị, ở trên mạng thì nó có rất là nhiều trường hợp, có thể là họ lừa đảo, họ lừa về cái tình cảm của mình, họ biết mình là hay yêu thương và giúp đỡ mọi người, cho nên là có những trường hợp họ lừa mình thì mình cũng không biết nha quý vị. Những cái trường hợp mà tôi đã chọn lọc và tôi đưa lên đó quý vị, thì tôi có một cái trực giác là trường hợp này là một cái trường hợp thật sự chứ không phải là lừa đảo, cho nên tôi có đưa số điện thoại lên đây và số tài khoản luôn. Tất cả mọi người nếu như mà muốn xác định cái trường hợp đó là như thế nào, hay là mình có nghi ngờ gì đó quý vị, thì tôi có kêu em là gửi cái video clip gia đình của em là như thế nào đó quý vị. Thì mời quý vị cùng xem. Đây là gia đình của trường hợp mà tôi đưa lên để mà nhờ tất cả mọi người giúp đỡ nha quý vị. Đây là một cái nhà đất ở dưới bằng cái nền là nền gạch tàu nha quý vị, xi măng. Cửa ở đằng trước thì ngăn bằng mấy cái cây đóng lại thôi quý vị. Đây là cái nhà trước, bắt đầu đi ra nhà sau. Đây nhà sau của em đây quý vị. Mà em nằm ở đây thì rất là nóng nha quý vị. Đó là mẹ nằm tiểu đường mà nhập viện, nguy cơ là phải nhập viện gấp mới cứu được mẹ. Còn anh trai thì bị bệnh tâm thần, và ba cũng là dạng bị bệnh tâm thần đó quý vị, không có khả năng lao động chính là một mình em. Mà em Thủy này á, là có hai con nhỏ nữa quý vị. Thì một mình em lo cho hai con, lo cho một người cha bị tâm thần, anh trai bị tâm thần, và mẹ thì bị bệnh nằm liệt giường quý vị. Đó, thì cái trường hợp này á, tôi đưa lên thì mong tất cả mọi người hãy chia sẻ, bớt một tí xíu vài ly bia. Tôi thì tôi hay có cái ý nghĩ như thế này quý vị. Tại vì có những người, rất là nhiều người nói với tôi như thế này: à Mi Sơn ơi, coi chừng là họ lừa đảo mình, coi chừng là họ lừa mình là những cái trường hợp đó. Đó, thì tôi nghĩ đơn giản như thế này quý vị. Ví dụ như là tôi cho họ 200.000, tôi cho họ 500.000, mà nếu thật sự ra là họ có lừa đảo tôi đi chăng nữa thì cũng không ảnh hưởng gì cả. Nếu như họ lừa mình, họ lừa tình thương của mình, thì họ sẽ lãnh lấy những cái hậu quả mà thôi quý vị. Nhưng mà đừng vì cái câu nói đó mà lỡ người ta khổ thật sự thì mình ngó lơ, mình bỏ người ta thì mình sẽ không ngủ được. Cái lương tâm của mình không cho phép quý vị. Mi Sơn nó là như vậy. Khi mà Mi Sơn đưa lên đó quý vị, thì Mi Sơn nghĩ rằng là cứ cho đi,
mình không cho nhiều, tại vì mình chỉ bớt một phần nào đó để mình đi chơi. Ví dụ như là một bữa ăn của mình có thể là mấy triệu bạc rồi quý vị, cho nên là mình bỏ ra 500 ngàn, 200 ngàn để mình chia sẻ, mình giúp đỡ cho cái trường hợp đó, thì nó cũng không có gọi là quá nhiều. Mà nếu như mà họ lừa đảo tình thương của mình thì họ sẽ là người hưởng. Nhưng mình là một người có tâm để giúp đỡ, cho nên là cái phước đó là mình hưởng. Còn nếu như họ có lừa mình thật sự, đó là việc của họ, trời Phật sẽ nhìn vào và họ sẽ sống mãi kiếp này qua tới kiếp sau sẽ khổ sở như vậy. Nhưng mà nếu như mình nghĩ à cái trường hợp này nó lừa mình nè, à trường hợp kia nó lừa mình nè, thì mình sẽ bỏ qua. Lỡ người ta nghèo thật sự, người ta khổ thật sự, thì đó trở thành một con người vô tâm quý vị. Mà Mission thì không làm được như vậy. Cho nên Mission tin rằng tất cả những người khán giả mà theo dõi Mission và những người yêu quý Mission cũng có tấm lòng giống y hệt như Mission vậy. Cho nên là chia sẻ giúp đỡ trong phạm vi có thể của mình để giúp đỡ cho tất cả mọi người mà nghèo, mà cần cái sự giúp đỡ của mình nha quý vị. Tiếp theo có cái trường hợp này đây quý vị. Mission Thiện, mình xem kênh YouTube của bạn, thấy bạn tư vấn giùm mọi người rất là ok. Mình cần sự tư vấn giùm mình về cái việc chồng của mình lén lấy cái giấy tờ nhà, chồng mình đi cầm rồi đòi lại hoài thì họ không có trả, còn kiếm chuyện với vợ chồng mình nữa. Mình mong bạn xem cái tin nhắn của mình, giúp tư vấn thôi, cho vợ chồng mình tìm cách, chứ không có nhờ cái gì khác đâu. Bạn đồng ý kết bạn Zalo cho mình, nói chuyện chỉ giùm mình làm sao thôi. Đó thì trong cái trường hợp này á, thì cái Zalo của em thì cái số điện thoại để trên kênh nó thì tất cả mọi người đều kết bạn được. Nhưng mà trước khi kết bạn thì ghi rõ ràng tôi tên A, tên B, C gì đó, muốn gặp Mission tư vấn về cái vụ gì đó. Thì Mission sẽ chấp nhận nha quý vị, tại vì á là thời điểm gần đây thì người xấu nhiều quá kết bạn Zalo để tấn công Mission đó quý vị, cho nên là không phải tài khoản kết bạn Zalo nào Mission cũng chấp nhận. Cho nên nếu trường hợp của mình cần bất kỳ một cái gì đó thì nêu rõ mình cần Mission tư vấn, có nhắn tin bên điện thoại thường là nhờ tư vấn về cái vấn đề mà tranh chấp tài sản hay là hôn nhân hay là cái gì đó, thì Mission sẽ chấp nhận nha quý vị. Thì Mission đến ngày hôm nay thì vẫn chưa có nhận được cái lời kết bạn của chị, tại vì Mission không biết chị tên gì, thì cho nên là Mission chưa có thấy cái Zalo nào của chị cả. Thì qua đây thì Mission sẽ tư vấn như thế này. Trong cái trường hợp là chồng của chị là lén lấy cái sổ đỏ nhà để đi cầm cho người khác. Đó, dạng giống như là đi cầm cho những người mà cho vay nặng lãi ở ngoài đó quý vị. Đó, mà đòi lại thì họ không có trả. Trong trường hợp mà chị đòi lại thì ở đây em xin hỏi như thế này. Nếu trong trường hợp chị đòi lại nhưng là cái số tiền chồng của chị mượn của người ta, chồng chị đã trả cho người ta chưa? Và tổng cái số tiền cả gốc lẫn lãi thì mình trả cho người ta chưa? Nếu như mà mình đã trả đầy đủ cả gốc lẫn lãi thì em nghĩ là không có lý do nào mà họ không trả cho mình. Chỉ ngoại trừ ra là chồng của mình mượn tiền người ta nhưng mà chồng mình chưa có trả, mà cái người vợ lại đi đòi cái cuốn sổ đó đó, thì chắc chắn là người ta sẽ không trả rồi. Đó là cái trường hợp là về ở bên ngoài. Còn về cái vấn đề luật pháp, nếu như mà chồng của chị mà đi cầm cho cái người đó mà người đó không có trả sổ đó cho mình, rất là đơn giản. Cái việc này về luật pháp rất là đơn giản. Chị có thể đi ra ngoài địa phương của mình, ngoài địa chính á, chị báo là cớ mất cái cuốn sổ đó, là bắt đầu ở địa chính họ sẽ làm lại cho mình một cái sổ khác, mất thời gian là 45 ngày, vậy thôi, rất là đơn giản. Chỉ ngoại trừ là khi mà mình cầm có công chứng, mình cầm ngân hàng thì không thể nào mình cớ mất được, tại vì cớ mất nó có cái hệ thống ở trên là sổ này đang thế chấp cho ngân hàng, sổ này là đang cầm cho người khác mà có công chứng đàng hoàng, thì đó là mình không cớ mất được. Còn nếu như mà mình chỉ là cầm giống như là cầm xã hội đen á, thì cái sổ đó họ giữ họ cũng không làm gì được mình. Cho nên là nếu như mà nói về luật thì mình có thể đi cớ mất để mình làm lại cái cuốn sổ đó. Còn nếu như mà nói mà về mà tình ở ngoài xã hội thì muốn chuộc lại cái sổ đó thì dĩ nhiên là chồng mình mượn, ví dụ như là bây giờ mượn 50 triệu cộng tiền lời là 10 triệu đi, là 60, thì mình phải trả cho họ 60 thì họ sẽ trả cuốn sổ đó cho mình thôi. Cái này thì rất là đơn giản chứ không có gì là phức tạp. Cho nên là họ không trả lại thì theo như em nghĩ là chắc có lẽ là chồng chị chưa có trả cho người ta mới không trả lại mà thôi. Chứ thật ra là những người mà họ cho vay á thì khi mà trả vốn trả lãi cho họ rồi thì họ trả lại chứ ai giữ làm gì, đúng không? Cho nên là cái này em nghĩ là có vấn đề. Về coi lại là chị phải nói thật với em là chồng của chị đã trả nợ cho người ta chưa. Nếu chưa trả thì chắc chắn người ta không trả sổ cho mình rồi, đơn giản vậy thôi. Rồi, trường hợp tiếp theo nha quý vị. Em ơi, cho chị hỏi, em tư vấn giúp chị với, tính làm visa đi Đài Loan thăm thân nhân đó em. Giờ mình làm cách nào? Em hướng dẫn cho chị với, tại chị theo dõi em đi du lịch nhiều. Vậy chị làm phiền em, cảm ơn em nhiều. Thì trong cái trường hợp mà nếu như mà chị muốn làm visa đi Đài Loan, mà nếu chị chưa đi Đài Loan bao giờ, thì em nghĩ là chị nên là đi tour, đi cho nó dễ. Tại vì khi mà đi tour du lịch á,
thì cái công ty du lịch họ sẽ đứng ra họ bảo lãnh cho mình, thì cái visa của chị nó có cái cơ hội đậu cao hơn. Còn nếu như mà chị đi thăm thân nhân á, vì á, bên phía Đài Loan nè, bên Hàn Quốc nè, bên Nhật Bản nè, thì có rất là nhiều trường hợp khi mà họ qua thăm thân nhân cái họ trốn luôn. Họ trốn luôn ở bên đó, họ không có về, họ trốn ở bển để họ làm. Cho nên những cái trường hợp mà đi thăm thân nhân á, là chỉ có duy nhất là cha mẹ thăm con hoặc là con đi thăm cha mẹ thì nó có cái dính líu gia đình thì mới bảo lãnh được. Còn ví dụ như là em gái của mình nó ở bên Đài Loan mà bảo lãnh cho anh trai của mình nó cũng khó nữa, bảo lãnh cho em gái của mình cũng khó nữa, là tại vì anh trai với em gái của mình là trong thời gian tuổi lao động thì bảo lãnh qua bển là sẽ không bảo lãnh được, là hồ sơ xin visa nó sẽ bị rớt. Còn cha mẹ nó hết cái tuổi lao động rồi nên là bảo lãnh được, còn anh chị em mà còn trong tuổi lao động thì sẽ không bảo lãnh được. Còn vấn đề thứ hai mà chị muốn đi thăm thân nhân mà tự do mà không được đi tour, là trường hợp thứ hai là như thế này: chị đã đi du lịch rất là nhiều nước, những nước mà có visa, ví dụ như chị đi Hàn Quốc, chị đi Nhật, đi Hồng Kông, đi Trung Quốc và đi Mỹ hoặc là đi châu Âu, thì những cái đất nước đó là chị đã đi rồi, thì khi mà chị đi xin visa để đi du lịch tự do đó thì chị sẽ đậu visa cao. Tại vì hồi trước em đi du lịch Đài Loan cũng vậy, là em đi du lịch tự do, là con nhỏ em chồng em nó ở bên phía Đài Loan thì em không thích đi du lịch tour, em thích đi du lịch đi qua bên nhà nó để mà đi chơi cho nó lâu hơn, thì lúc đó là em xin cái visa đi Đài Loan thì em đậu hết cả qua nguyên gia đình. Là vì sao? Là vì là trong cái hộ chiếu của em là em đã đi tất cả những nước châu Âu, rồi em đi Hàn Quốc, đi Nhật Bản, đi Hồng Kông, đi Đài Loan, là những đất nước đó đều là những đất nước có visa, cho nên là em xin đi du lịch Đài Loan thì đậu đó. Họ nghĩ là mình đi qua bển không phải là mình trốn. Còn nếu trong cái hộ chiếu của chị chưa có những cái đất nước nước mà có visa đó thì chắc chắn là chị sẽ không bao giờ xin được, chỉ duy nhất là chị đi công ty tour du lịch đó. Thì khi mà đi vô công ty tour du lịch, đơn giản con cái là mình phải chứng minh tài sản nè, rồi mình phải chứng minh công việc làm ổn định của mình tại Việt Nam nè đó, thì nó mới đậu. Mình chứng minh được những cái mà kinh tế của mình tại Việt Nam, họ dòm vô trong cái hồ sơ của mình, họ nói à cái người này là nguy cơ sẽ không trốn, thì họ sẽ cấp visa cho mình đi du lịch thôi. Cho nên là em khuyên chị là nên đi du lịch tour đi. Tại vì bây giờ du lịch tour Đài Loan là 5 ngày 4 đêm gì đó thì nó chỉ có 13, 14 triệu thôi, nó cũng không có nhiều. Cho nên mình giao hết cho họ đi, nó sẽ rất là dễ dàng. Và đã có visa Đài Loan rồi á, thì lần sau chị sẽ đi thăm thân nhân rất là dễ, chị xin visa online. Ở dưới cái chỗ lãnh sứ quán của Đài Loan á, là họ có cái dịch vụ là xin visa online. Chị đã có cái visa Đài Loan rồi thì lần sau chị không cần phải đi xuống dưới lãnh sứ quán nữa, mà chị chỉ cần liên hệ với cái chỗ mà dịch vụ làm visa đó, là họ sẽ làm cho mình visa online. Tối hôm nay mình điện cho họ, sáng ngày mai mình đã có cái visa online rồi, thì mình chỉ đi qua bển, mình ở trong vòng 14 ngày là mình về thôi, là đi chơi đủ rồi. Đó là như vậy đó chị. Tiếp theo có một khán giả hỏi về cái căn bệnh lupus ban đỏ đây quý vị. Chào chị, mẹ của em cũng đang bệnh lupus ban đỏ, mong chị cho cái đơn thuốc của bệnh viện kê đơn. Thì cái này thật là khó, vì cái không hẳn là cái bệnh lupus ban đỏ không, và tất cả những cái bệnh mà nan y khác hay là bất kỳ một cái bệnh nào, ví dụ như là cái người đó bị bệnh tiểu đường mà không phải là cái người kia bệnh tiểu đường cũng uống thuốc giống vậy, tại vì mỗi cơ địa, mỗi bệnh nhân nó phát tán khác nhau. Cho nên là dù là mẹ của em bị bệnh lupus ban đỏ giống chị, nhưng không thể nào mà uống cái to thuốc giống chị được. Ví dụ như là một cái người bệnh nhân đó, họ bị bệnh lupus ban đỏ nhưng mà họ đã biến chứng qua thận rồi, họ bệnh thêm cái bệnh thận nữa, cho nên là kèm theo những cái thuốc thận, không thể nào mà uống chung một cái to đơn. Còn những người bệnh nhân là họ chỉ có bệnh lupus ban đỏ thôi, là họ đang kiểm soát được cơ thể của họ bình thường, thì thuốc của họ uống khác, không có giống nhau. Rồi có những người bị bệnh lupus ban đỏ là họ bị di căn qua tim hoặc là bị di căn qua phổi, hiểu không? Thì cái to thuốc của những cái người bệnh lupus ban đỏ đó nó không giống mẹ em được. Không thể nào mà chị cho cái to thuốc của chị mà để cho mẹ em đi mua giống vậy uống được. Cho nên là bây giờ chị khuyên em là đưa mẹ em đến cái bệnh viện và phải có một cái bác sĩ đó điều trị, tỷ họ theo dõi coi cái cơ địa của cái người bệnh nhân lupus ban đỏ đó là họ có ổn định hay không. Và cái bệnh lupus ban đỏ của họ là phải xét nghiệm máu cái của cái bệnh lupus ban đỏ coi là nó cao hay là nó thấp. Ví dụ như là có người là 40, có người 60, có người 80, có người lên 120. Những người mà lên mà tới 120 thì những người đó là coi như hết cứu. Còn ví dụ như là 40, 45 là trong mức kiểm soát của bệnh lupus ban đỏ thì uống cái loại khác. Còn ví dụ như xét nghiệm máu mà nó nhảy lên tới 60, 80 thì sẽ uống cái loại khác. Không thể nào mà uống chung cái to thuốc của chị được. Bệnh lupus ban đỏ đó, thuốc nó chỉ là một phần thôi, còn cái tinh thần lạc quan của mình nó tới hai phần lận. Cho nên là tốt nhất là cái bệnh lupus ban đỏ em phải giữ cho mẹ em là khỏe, không có buồn, không có bị stress, không có lo nghĩ, lo âu, áp lực về kinh tế, gạo tiền hay là gia đình thì nó sẽ không bị.
Cái thứ hai nữa là không có ở trong môi trường nóng, không có đi ra nắng thì bệnh nó sẽ ổn định. Chứ không phải là cái bệnh lupus ban đỏ sống là nhờ thuốc. Tại vì thuốc nó chỉ là một phần nào đó để kìm hãm, để nó bảo vệ, để cho cái bệnh mình nó không được phát tán ra thôi. Chứ không phải là cái thuốc đó để mà nó trị cho cái bệnh lupus ban đỏ. Cho nên là nhà của em thì ở dưới miền Tây, thì ở dưới bệnh viện Bạc Liêu đã tìm ra được cái bệnh lupus ban đỏ của mẹ em, thì bệnh viện đó rất là giỏi rồi đó. Thì có thể là mẹ em sẽ theo cái bệnh viện ở dưới Bạc Liêu luôn để mà mình điều trị. Vì sao? Là tại vì mình ở gần đó, lỡ mà ví dụ mình có cấp cứu, mình có đột ngột cấp cứu, thì cái bệnh viện đó biết được cái bệnh của mình là lupus ban đỏ, họ sẽ theo dõi và họ điều trị mình. Còn bây giờ là mình chạy tới Sài Gòn nó rất là cực. Trong khi đó là ở dưới bệnh viện Bạc Liêu là bệnh viện Xuyên Á cũng có cái khoa trị bệnh lupus ban đỏ. Lupus ban đỏ là nó rất là đơn giản, nhìn nó phức tạp nhưng mà nó rất là đơn giản. Chỉ cần là cái người bác sĩ đó theo dõi cái bệnh nhân đó về cái tình trạng sức khỏe của người bệnh nhân đó, thì sẽ kết hợp với nhau để mà kê thuốc cho uống. Cái bệnh lupus ban đỏ quan trọng là cái tinh thần lạc quan, chứ không phải là chỉ là thuốc không. Cho nên là em đưa mẹ là về bệnh viện Bạc Liêu, không cần phải là đi lên bệnh viện Chợ Rẫy hay là bệnh viện 115 hoặc là bệnh viện Đại học Y Dược, không cần phải lên đây. Tại vì mẹ, gia đình của em thì tôi hỏi là gia đình em có điều kiện hay không. Mình không có điều kiện á thì nó khác, còn nếu như mình có điều kiện thì có thể là điều trị ở bệnh viện gần nhà luôn cho nó dễ hơn. Nhưng mà quan trọng nhất là cái lối sống của mình lạc quan, đừng có để cho mẹ em lo âu hay là lo về cơm áo gạo tiền. Chỉ cần lo về cơm áo gạo tiền, bị stress mà đi ra nắng, sống trong một cái môi trường nóng thì mẹ em sẽ chết rất là nhanh thôi. Cho nên bệnh lupus ban đỏ sống bao lâu là tùy thuộc theo mình chứ không phải là theo bác sĩ. Tùy thuộc theo mình sống có lạc quan hay không, và mình có phối hợp với lại bác sĩ để điều trị cái bệnh mình hay không nha. Còn nếu như mà mình phối hợp, mình sống lạc quan, mình biết mình có căn bệnh này rồi mà nó chỉ cần bị suy stress hay là bị buồn phiền gì đó, nó sẽ ảnh hưởng đến căn bệnh của mình, thì mình sẽ biết điều tiết trong cái cơ địa của mình, mình sẽ biết điều tiết trong cuộc sống của mình để cho mình sống lâu hơn. Còn nếu như mà mình coi thường nó, mình không có kết hợp với lại bác sĩ những cái vấn đề đó, thì chắc chắn là mình sẽ không sống lâu được. Và cái video clip chị đã chia sẻ ở trên kênh của chị về bệnh lupus ban đỏ, mình có điều kiện thì mình sẽ uống thêm những cái loại khác để nó bổ sung cho cơ thể của mình, để nó giúp cho mình, cơ thể mình khỏe mạnh, để nó chống lại cái con virus lupus ban đỏ đó, thì mình sẽ sống khỏe, sống lâu hơn thôi nha. Hôm nay tôi thấy được một cái giật tích của một cái kênh YouTube quý vị, để là mì xào tìm đến nhà Phương Lê để xin lỗi, xong thêm một cái tích là vì tiền má YouTuber để ăn nói bất chấp rồi ủ tờ đó. Thì cái anh đạo diễn này đó quý vị, thì tôi xin thưa với lại anh đạo diễn, hôm đó là tôi xuống dưới chỗ nha khoa uni là để tôi thăm khám lại răng. Tại vì khi mà răng mình làm mới là ở dưới chỗ nha khoa họ điện thoại với mình là chị ơi, là đến ngày đó chị xuống bảo dưỡng răng, chị xuống phải vệ sinh răng hay lầu này kia, thì giống y như là tất cả những dịch vụ khác. Ví dụ mình mua xe hơi cũng vậy, rồi họ sẽ điện thoại với mình chị ơi nay là đến ngày là xe sẽ bảo dưỡng, đó là vậy. Thì tôi xuống dưới để thăm khám lại răng, thì khi mà tôi đi xuống dưới cái tôi đăng cái tấm hình lên, cái là bắt đầu cái anh đạo diễn này lên, thì anh lại giật cái tích, anh nói là tôi xuống tôi xin lỗi. Vậy thì anh đạo diễn cho tôi hỏi là tôi đi xuống dưới cái chỗ nha khoa đó tôi xin lỗi em Phương Lê vì lý do gì, đúng không quý vị? Cho nên là ngày hôm đó tôi có nhắn tin với lại em Phương Lê, tôi nói rằng là em có những cái kênh YouTube nó giật tích, nó nói chị như thế này, chị vẫn là khách hàng của em, chị mong em lên đính chính chính giùm chị về cái vấn đề này. Hôm đó chị xuống dưới để mà thăm khám răng chứ không phải là đi xin lỗi em. Thì ngày hôm đó tôi nhắn cho em Phương Lê, Phương Lê có lên đính chính là tôi đi xuống dưới để thăm khám răng quý vị. Vậy thì anh giật thêm một cái tích, anh nói là vì tiền má YouTuber ăn nói bất chấp. Vậy thì ai là người vì tiền để mà kiếm tiền YouTube mà ăn nói bất chấp vậy anh đạo diễn, đúng không quý vị? Trong khi đó là anh là một cái người bịa chuyện ra để mà anh nói anh vu khống tôi. Anh vu khống tôi rất là nhiều và anh xúc phạm tôi rất là nhiều. Nói mà cái vụ mà tôi đi xuống với lại em Phương Lê, tại vì tôi là một cái người có uy tín, tôi là một cái người làm ăn, mà anh lên anh nói như vậy là anh đang xúc phạm và hạ nhục danh dự của tôi. Kiện anh được không? Cho nên anh nghĩ rằng là bây giờ là Việt Nam, pháp luật của Việt Nam là họ không có thèm ngó ngàng gì tới sao? Vì tiền làm YouTuber mà nó ăn nói bất chấp câu view câu like. Cái câu đó nên dành cho những người giống y hệt như anh. Tôi có đụng chạm anh không? Tôi có môi cái tên anh ra tôi nói bao giờ không? Tôi chả biết anh là ai và tôi cũng chẳng thèm đếm xỉa gì đến anh. Nhưng anh lấy cái tên tôi ra anh giật tích, anh kiếm tiền YouTube nhiều rồi đó.
vậy mà nói là vì tiền. Vậy cái câu này có phải là nên nói cho anh hay không? Bởi tôi rất là ghét vào những cái người đó quý vị, những người mà không có đạo đức mà nên lên dạy đạo đức cho người khác đó quý vị. Cái này anh nói có phải là anh đang chửi, anh sỉ giả vào mặt của mình hay không? Đó, giật tích rất là nhiều nha quý vị. Anh nên nhớ là anh là một cái người lớn, với hai nữa là cũng là mang cái danh là một cái người đạo diễn, thì anh nên nói cái nào nói cho đúng, chứ không phải là anh lên anh bịa chuyện, anh nói dấp, anh nói xạo. Giật tích để mà kiếm tiền YouTube bất chấp, đó là chính bản thân anh. Và tôi cảnh cáo anh thêm một lần nữa, nếu như mà anh đem cái tên của tôi ra, anh nghĩ là anh nói là mì xào là không sao sao? Anh nói là mì xào là tôi không kiện anh được sao? Anh thử, anh chờ xem. Quá trời quá đất luôn vậy đó quý vị. Một cái con người gì mà vì tiền mà má YouTuber, ăn nói chuyện quá trời là vô học, ăn nói chuyện quá trời vô văn hóa luôn vậy đó quý vị. Có rất là nhiều tích của các kênh YouTube khác nha quý vị, nhưng mà tôi chọn ra vài cái để tôi lên tôi chia sẻ cho tất cả mọi người thôi, chứ không có thời gian để mà dành để mà đôi co với lại những cái loại mà giật tích câu like như thế này nha quý vị. Thì có một cái tích để như thế này đây quý vị. Ê yeah, trả tiền cho mì xào suối bánh tét, ăn không nói có rồi phá cho hôi. Đó, che trả tiền cho mì xào suối bánh tét. Vụ gì nữa vậy? Cái vụ gì nữa vậy? Cái câu này á là yeah, nó có thể kiện được cái kênh này. Và chính bản thân tôi cũng kiện được cái kênh này, tại vì nói là tôi nhận tiền của ye để suối bánh tét đó. Cái câu này là cái câu vu khống, mà trong khi đó là mình mang tiếng lên mình nói là mình là một người thám tử, để mình lên mình phân tích. Vậy thì thám tử chị nói rất là nhiều lần, em là thám tử mà, em đi điều tra rất giỏi. Vậy thì chị nhờ em là điều tra cái em Mã Lai đó. Tại sao em không điều tra cái em Mã Lai, lai lịch của em ấy như thế nào? Và có rất là nhiều thứ để cho em điều tra, để cho em làm thám tử, để em điều tra coi cái lai lịch của em Mã Lai, và em Mã Lai hoạt động như thế nào, em Mã Lai làm cái gì để sống, em Mã Lai làm cái gì trong vòng một năm mà không về với lại gia đình mà lại đi giúp một người dân, đúng không? Em điều tra cái Mã Lai đi. Em là một người thám tử giỏi, chị đánh giá em cao luôn đó. Em là một người thám tử rất giỏi, tại sao em không đi điều tra một cái người đáng điều tra mà em lại đi điều tra những người không liên quan? Em lại điều tra những người không có dính líu gì đến cái drama này, không có ảnh hưởng gì đến cái drama này, hay là em không dám đụng, em không dám nói? Mặc dù là em biết họ như thế đó, nhưng em không dám nói thẳng. Một cũng chị, hai cũng chị, chứ em không dám nói thẳng ta. Vẫn sợ, sợ mất chén cơm đó quý vị. Tại vì sợ khán giả quay lưng quý vị. Đó, trong cái câu chuyện mà đứng ra mà nói bảo vệ cái em đó, trong khi đó là tất cả những người trên Việt Nam này, những người khổ quá trời, thậm chí là những các kênh YouTube, những cái người mà đứng ra mà nói bảo vệ cho cái em mà vô ơn đó quý vị, thì những cái người đó không bằng một góc nhà của nó nữa, không bằng tài sản một góc của nó nữa. Và những kênh YouTube đó thậm chí là chỉ bám vào em đó để mà kiếm tiền để sống. Ở đó mà dùng cái từ là bảo vệ vì yêu thương mà đến, đúng không quý vị? Vậy thì tại sao em thám tử, em không phân tích đi, là mọi người ở trên cộng đồng mạng là có cần bảo vệ một cái người giàu như vậy không? Có cần đi đem tiền của mình đi ủng hộ một người giàu như vậy không? Mà tại sao không ủng hộ những cái mà ABC, mà những cái trường hợp mà tôi đã đi quay để mà xây nhà tình thương nè, rồi để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn? Tại sao các anh chị không chịu giúp đỡ những hoàn cảnh này, mà lại là hùa nhau đi tranh giành giúp đỡ một cái người quá giàu có, một cái người hiện tại bây giờ quá nổi tiếng rồi? Tại sao em không phân tích mấy cái đó hả em thám tử, đúng không? Rồi trong cái vấn đề mà một cái người mà đứng ra mà cho rằng là một người đại gia để mà đứng ra giúp đỡ cho một cái người dân như vậy, mà bây giờ là đi đâu cũng đi theo và đi qua tới bên nước ngoài để mà diễn, để ca hát đồ này kia, mà tôi nghe nói rằng là cái em đó là người định cư ở bên nước Úc, gia đình định cư ở bên nước Úc, mà về tới bên đó tới 2 tuần lễ, tại sao không mời hoặc là không đưa cái người yêu thương của mình nè, rồi những người mà yêu thương cái em vô ơn đó là về nhà của mình ở cho nó đỡ tốn tiền, đúng không? Chứ đi mướn khách sạn chi, mà trong khi đó chính bản thân mình cũng ở khách sạn mà nhà mình thì ở bên Úc, mình nói mình định cư ở bên Úc. Vậy thì tại sao em thám tử không vô phân tích mấy cái đó giùm chị đi, phân tích cho những người khán giả người ta xem là tại vì em đó nói là mình là người định cư bên Úc, gia đình của mình ở tại bên Úc, mà tại sao về Úc lại ở khách sạn, về Úc lại không về gia đình của mình mà vẫn bay tới chỗ này chỗ kia để lo cho một người dân mà không thăm con cái của mình tại Úc? Em phân tích giùm chị vấn đề đó đi em thám tử. Còn cái vấn đề mà em nói trả tiền cho mì xào suối bánh tét, cái này em có chứng cứ hay không, hay là em đi vu khống người ta? Em lên trên mạng em nói rằng là tất cả những cái người mà cá cảnh á, hay là cái con gì đó, hay những người khác là vu khống cho em, đây là những lời vu khống bịa đặt. Vậy thì em cũng đi vu khống người ta mà. Em đi vu khống cho những người hiền lành như tôi thì chắc chắn rằng em sẽ có những người khác vu khống ngược lại em. Ta gọi là cái gì? Ta gọi là ác lai ác báo. Tức
tức là em gieo cái gì em sẽ nhận lại được cái đó. Tại vì em đang gieo cho người khác, em đang vu khống cho tôi, em đang vu khống cho người khác, thì bây giờ người khác cũng có thể vu khống ngược lại em, đúng không? Vậy thì những cái gì chị nói nãy giờ đó, em đi phân tích về cái em đó giùm chị. Tại vì cộng đồng mạng người ta đang quan tâm nhất là hai cái con người đó. Một là em vô ơn kia, hai là cái em Mã Lai. Người ta chỉ quan tâm hai người đó chứ người ta không có quan tâm đến chị, hiểu không? Tại vì chị không dính líu đến cái drama này, và chị không phải là người nhảy vô để tranh giành tài sản của gia đình đó. Em đi phân tích chị làm chi, đúng không? Em nên phân tích hai con người đó để cho cộng đồng mạng người ta biết rõ hơn mới đúng. Thì một cái kênh YouTube khác đây quý vị, sáng ngày 3 tháng 4, Căng, con gái của ông Năm bị bộ tam phá xốp, Mì Xào bị chồng bập sưng dừng drama. Mình giật tít như vậy, một cái người làm kênh YouTube làm truyền thông mà lại bịa đặt như vậy. Cái vấn đề là ở trên mà nói là bộ tam sên, bộ tam tai là phá cái xốp á, thì cái đó bộ tam đó không dính tới tôi, không phải tôi nha quý vị. Còn ở dưới đây là nói là Mì Xào là bị chồng bập dừng drama. Bị chuyện ra như vậy mà tôi không hiểu lý do tại sao mà những cái người mà theo dõi cái kênh này mà vẫn theo dõi cái kênh này được, cũng hay đó quý vị. Tôi cũng khen những người đó đó quý vị, bị bập. Trong khi đó là những cái clip tôi đi chơi ở ngoài Hà Tĩnh, ở ngoài Hà Nội, ở ngoài Nghệ An, tôi đi chơi cùng gia đình tôi rất là hạnh phúc, mà vẫn lên bịa chuyện giật tích, nói dốc nói xạo, nói là tôi bị chồng bập để dừng drama. Tôi cái drama này tôi không giống y hệt như em. Cái em mà trai đồng bằng đây quý vị, mà chị nhớ rằng là chị với em là không có thù oán bất kỳ một cái gì. Và em đã từng lên nhà chị, đã từng ăn nhậu vui chơi trên nhà chị, mà chị không ngờ là vì cái drama này, vì tiền mà em lại có thể lật lọng bịa chuyện ra để em nói chị và xúc phạm chị như vậy. Thì tôi thử hỏi quý vị là những cái con người như thế này có đạo đức hay không? Có đáng để cho quý vị theo dõi hay không quý vị? Chị nói vậy có đúng không em? Em đã từng lên nhà chị ăn nhậu vui vẻ, và chị với em không bất kỳ một cái gì thù hằn hết trơn. Em lên, ví dụ em lên em phân tích, em nói về cái vấn đề em không đồng tình với chị về cái này, em không đồng tình với chị về cái kia. Nhưng mà trước khi mà em ấy lên xúc phạm tôi đã nhắn tin riêng với em ấy rồi quý vị. Em ấy nói là tên Mì Xào là tên của chị hả? Để xem là em vào cơ quan chức năng, em trả lời cái câu đó với lại cơ quan chức năng, em nói là tôi nói cái cô Mì Xào chứ tôi không nói cô ấy, để thử xem cơ quan chức năng sẽ làm gì với em. Trong khi đó em ấy không phải là người xa lạ với tôi quý vị, em ấy là người rất rõ về tôi và đã từng lên nhà tôi ăn nhậu rất là vui vẻ quý vị. Rồi thêm một cái tích, còn nói là bị chồng bụp, bị chuyện không? Em bị chuyện không? Bây giờ em nhìn vô gương mặt của chị, em có cảm thấy em xấu hổ không? Em có cảm thấy em ngại khi mà em bị chuyện ra những chuyện như vậy chỉ vì câu like câu view kiếm tiền không hả em trai đồng bằng? Rồi tiếp theo, em ấy để thêm một cái tích như thế này đây nè quý vị. Sáng ngày 26 tháng 3 nè, Mì Xào cùng đàn em tới quậy con gái của ông Năm bị quýnh nhập viện. Bịa đặt không? Bịa đặt không? Chỉ có bản thân tụi em mới lết tới cái căn nhà đó mà thôi. Còn tôi em không có rảnh, những người không có tư cách mới đến đó để đứng quay để bịa đặt vu khống cho người khác. Còn chị không có em, chị không có, muốn xuống phải mời chứ không phải tự nhiên mà xuống. Trong khi đó là em nói đàn em của chị là ai? Đàn em của chị là ai? Rồi tới quậy con gái của ông Năm bị quýnh nhập viện, quậy hồi nào? Có phải những cái này là từ vu khống không? Em nói là Mì Xào là không phải tôi đúng không? Để thử xem coi là những cái tích này của em cơ quan chức năng có thể làm việc với em được hay không. Đúng là những cái con người, trong khi đó là quen biết với tôi đó quý vị, đã từng lên nhà tôi ăn nhậu đó quý vị đó, mà làm như vậy đối xử đối với tôi. Thì cái câu hồi nãy của cái anh đạo diễn á, ảnh nói rằng là YouTuber kiếm tiền bất chấp đó là những người như thế này đó anh, và những người như anh luôn cũng là như vậy. Rồi tiếp tục em trai đồng bằng đăng cái này đây nè quý vị, tối ngày 24 tháng 3 Mì Xào tới nhà ông Năm chửi rủa ôm sòm rồi lấy quà. Bịa đặt không? Bịa đặt không quý vị? Chửi rủa ôm sòm rồi lấy quà đó. Những cái câu này là những cái câu vu khống cho người khác rồi, thì thử xem cơ quan chức năng có làm cái gì được hay không. Bởi tôi mới nói là tôi không hiểu lý do tại sao mà có những người mà lại đi theo dõi những kênh như thế này quý vị. Những cái kênh mà chuyên bịa đặt vu khống cho người khác, nói dốc nói xạo không, không có câu nào nói đúng hết, thì tại sao vẫn có người để xem? Vì những cái kênh này là đang lan tỏa những cái không tốt đẹp trên mạng xã hội quý vị, và đang đi vu khống cho người khác.
Thì những người mà đang theo dõi cái kênh này thì tôi không hiểu là đầu óc của họ đang suy nghĩ cái gì luôn đó quý vị. Tiếp theo một cái bình luận này nữa đây nè quý vị. Thương chị quá, chuyện này chưa hết, là tới chuyện kia. Con lùng mã tử nó cấu kết với lại con mã lai, thật đáng sợ. Câu chuyện này tụi nó muốn vùi dập chị. Nó cho rằng tụi nó có đồng minh. Ý của con lùng mã tử với con mã lai là kêu chị xuống để cho bọn nó và đám youtuber bẩn xúm lại quay để làm nhục chị đó. Nên em khuyên chị là đừng có xuống theo lời của con mã lai. Nó có quyền hạn gì trong cái vụ này? Còn con lùng mã tử thì đòi quỷ quyền. Ôi nghe mà mắc cười quá. Chị là người bệnh đó nha. Thì em khỏi cần khuyên. Nói chung là những người mà bị hai em ấy dẫn dắt á, là những người đó là không có cái kiến thức để nhìn thôi. Còn đối với chị á, là chị nhìn sơ là biết rồi. Khó mà lừa được chị, mà cũng khó mà đưa chị vô trong cái những cái chuyện để cho mà các em ấy hại chị lắm. Cho nên là em yên tâm nha. Sáng nay tôi nhận được cái tin nhắn của khán giả gửi về tôi, cái xì ta tút của cái em. À, mã lai đăng như thế này đây quý vị. Bắt con cá bảy màu đem chiên rồi bỏ vô trong cái dĩa mì xào, nhai nát bị kiện nha. Ăn món ăn khác đi, tránh hai cái từ vua chúa hay dùng ra. Mấy nay đi Úc mà mù thông tin, khi hay tin giật bắn cả người bưng bưng. Mất 7,5 triệu, đứa nào lấy của tao thì trả cho tao, hận 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 nha. Nhưng mà suýt nói nhỏ thôi, bứt dây động kinh chứ không phải bứt dây động rừng, kha kha kha. Thì qua cái xì ta tút này đó quý vị, là nói về cái vấn đề mà tôi đang kiện tất cả những người mà vu khống mà sỉ nhục tôi đó quý vị. Thì lên đăng như thế này thì để thử xem là ở bên Mã Lai em có thể là bỏ tiền ra em che trời, nhưng mà về bên phía Việt Nam để thử coi là em có thể bỏ tiền ra em che được pháp luật hay không, và em mua được pháp luật Việt Nam hay không ha. Nói là né cái tên là cá bảy màu ra đó, chiên giòn là bỏ vô trong cái đĩa mì xào rồi nhai nát, ăn nói chuyện càng ngày càng mất dạy, càng ngày càng giống y như là tao là mẹ của pháp luật vậy đó quý vị. Để xem là pháp luật Việt Nam có làm được hay không nha. Tại vì á, những người mà họ làm xấu á, giống y hệt như là những cái con mà đi rinh kép sắt đó quý vị. Những cái con mà bị lệnh truy nã nè, rồi những cái đứa mà đầu đường xó chợ đó quý vị, nó sẽ không ăn ngon ngủ yên được. Còn chị ngủ rất là ngon và đi chơi với gia đình rất là hạnh phúc. Mình lên mình dẫn dắt dư luận, không phải mình đem. Mình nói như vậy là mình sẽ không bị gì đâu nha. Ừ, coi thường pháp luật nhiều vô. Cứ coi thường pháp luật cho nhiều vô. Có một cái khán giả này gửi về như thế này, chị nhờ em thám tử nha. Nhờ tất cả quý vị là cắt cái khúc này để mà gửi đến em thám tử. Là chị My Sơn nhờ em thám tử phân tích về cái bình luận này giúp chị nha. Em thấy bên phía HL không biết thế nào, em cũng đang khổ. Nói về nó em sợ mình mang nghiệp. Thà không có điện thoại chứ mở lên là thấy nó là xem thử. Mới thấy nó nghe nó hát bài Tuổi Phật. Nhìn cái mặt nó hát ngửa lên không, nhìn đôi mắt của nó láo lia. Vậy thấy sao mọi người ơi? Cộng đồng mạng thì nhìn không thấy cái mặt nó xạo và gian lắm sao mà ủng hộ. Hát thì không có nổi và cái mặt thì cũng không có nhìn thẳng. Hát hay thì làm gì nó đưa cái mặt lên. Còn thương ba nhớ ba, một đứa con nuôi, một đứa con mà em nghĩ ông Linh từ xưa đến giờ cũng không có tình thương nhiều, nên cuộc đời của nó là cơ cực và ổng không muốn nó ở chung. Nếu ổng thương và là con ruột thì dù thế nào ổng cũng sẽ bao bọc, giống như là bao bọc bà Sáu và ông Bảy. Đến bệnh và chết thì nhà của ổng vẫn ở chung với lại em ruột và cháu ruột và trợ lý. Bởi như vậy nó và Mã Lai, chuột với lại hộp sòn đều biết và hiểu nó không phải là con ruột của ông Linh, nên đu bám theo để kiếm ăn thôi. Một đứa con ruột và thương ba mình qua đời, không để cho cộng đồng mạng lôi xé ba mình hơn một năm và không dính vào drama quá lâu. Dòng cái thứ con mà không có nguồn gốc, không rõ lai lịch như là HL, vô ơn là đúng. Nó ăn nó hưởng trọn cả 100 tỷ, vậy mà nó cũng không tha cho ông Linh yên nghỉ. Chỉ có HL thôi, chứ không phải con nuôi nào cũng ác như nó chị ơi. Chị nhớ like con Mã Lai. Nói về hộp sòn, nếu HL là con nuôi, hộp sòn tuyên bố với cộng đồng mạng hộp sòn sẽ chặt đứt cánh tay, mong cái kết sớm rõ ràng cho cái bọn chó hù lãnh nhục. Gia đình chị đi chơi vui quá, có thời gian lên clip phần 95 đi chị ơi, nói ra thì bị khẩu nghiệp. Có đôi mắt, có cái điện thoại mà không nhìn là không được chị ơi. Bên HL sao mà thấy giả tạo, mong là pháp luật có đáp án sớm. Và Mã Lai lai lịch không rõ nguồn gốc, kéo qua bên Úc, gặp được chồng và các con chưa? Vậy sao mấy tu hú hùa cũng không hiểu? Mã Lai sao bả dùng luyện khí gì mà bọn nó đều nghe? Mấy ngày nay bốc cháy cái vụ bà Hằng,
nên bên này nó cũng chìm chìm, mong bà Hằng sớm về với cộng đồng và xem bà Hằng với chị còn hay, tụi nó tắt đèn chứ sáng đèn gì chị ơi. Thì chị mong là cái em thám tử, em lên phân tích giùm chị cái vấn đề của cái bình luận này để lại ha. Là cái thứ nhất là về cái vấn đề của cái em mà học sòn, em ấy lên khẳng định nếu như mà cái em HL này là con nuôi thì em ấy sẽ chặt cái ngón tay đó. Thì bây giờ em là một người thám tử, em đi thám tử đi, em đi điều tra coi là em này có phải là con nuôi không, rồi con nuôi có hợp pháp hay không. Em lên em làm thám tử, em phân tích đi, em trả lời giùm chị cái bình luận này đi. Rồi trong cái bình luận này nói là để không để cho cái ông nghệ sĩ yên nghỉ á, thì chính là cái em HL này chứ không ai khác, là không để cho cha của mình yên nghỉ hơn một năm trời đó. Thì em lên em phân tích giùm chị cái này đi. Tại vì trong cái ý kiến của cái người khán giả này nói rằng nếu thật sự là con ruột thì là cái ông nghệ sĩ này chắc chắn ổng cũng sẽ đùm bọc, đem về đùm bọc giống y như là đùm bọc em ruột của mình là ông Bảy và bà Sáu, đúng không? Tại vì ruột thịt của mình, em ruột với lại cháu ruột mà ông nghệ sĩ còn đem về đùm bọc như vậy thì không lý do nào con ruột của ổng đi bỏ, đúng không? Chỉ ngoại trừ là con nuôi, mà con nuôi lại không có ngoan ngoãn, không nghe lời, cho nên là ổng mới bỏ thôi. Thì em vô em phân tích giùm chị coi cái ý kiến của khán giả này, em vô em làm thám tử, em phân tích giùm chị cái khúc này. Rồi thêm cái khúc thứ hai nữa là cái người khán giả này nói rằng là mà cái em Mã Lai đó là nói là ở bên Úc, vậy thì về bên Úc bấy lâu nay đã gặp chồng với gặp con chưa, tại sao không dắt cho cái em HL này về nhà của mình ngủ, đúng không? Ở Việt Nam thì lại ngủ ở nhà của cái em HL, thì qua bên Úc rồi, nhà của mình ở bên đó rồi, mình định cư ở bên đó rồi, thì tại sao không dắt về nhà của mình để ngủ, và để là mình đi thời gian quá lâu rồi không nhớ con hả, rồi đi thời gian quá lâu không nhớ chồng hả, tại sao không chịu về nhà gặp chồng gặp con rồi về nhà mình ngủ? Ví dụ như là bây giờ mình ở Việt Nam đi thì không nói, còn mình đã về bên Úc là về nhà mình rồi, mình phải ngủ nhà của mình. Rồi khi mà ví dụ như có giúp đỡ hay đi gì đó thì mình đi thôi, chứ mình đâu có ngủ khách sạn làm gì, mà lại là ngủ khách sạn, mà trong khi đó nói là gia đình của mình ở tại bên Úc. Thì em thám tử vào điều tra phân tích giùm chị cái này, để cho tất cả những người cộng đồng mạng người ta nhìn ra, và chị cũng đang cần cái câu trả lời. Và những cái mà em đi điều tra, những cái em đi thám tử, em đi điều tra ra cái lai lịch của cái em Mã Lai này về bên Úc là như thế nào, chị và tất cả những người cộng đồng mạng đều mong chờ điều đó, và mong rằng em là người sẽ điều tra được cái vấn đề lai lịch của em ấy, nhờ em luôn đó. Cho nên cái em khán giả này nói là chỉ cần nhìn như vậy thôi là đã biết rồi, mà không hiểu lý do tại sao nguyên một năm trời nè, cộng đồng mạng cũng vẫn có những người mà giàu mà tin tưởng mà binh vực một cái em mà không rõ lai lịch nguồn gốc nhà cửa của mình như thế nào đó, đúng không quý vị? Cho nên cái câu này tôi cũng đã phân tích rất là nhiều lần, cho nên cái câu này, ý kiến của người khán giả này, tôi để cho tất cả mọi người tự suy nghĩ, và tôi để cho tất cả mọi người tự nhìn nhận ra. Và chị nhờ em thám tử đó đi điều tra giùm chị về những cái này đó, đúng không? Điều tra giùm chị coi là em Mã Lai là như thế nào, và có thực sự là cái em HL đó là con nuôi hay là con ruột, và hiện tại bây giờ là đi như vậy là có phải là lợi dụng cái tên tuổi của cha mình, cha nuôi của mình để mà đi kiếm tiền hay không, đúng không? Em dạ em phân tích mấy cái này đi, em giỏi mấy cái này mà, chứ đi phân tích những cái vớ vẩn những cái người khác, và trong khi những cái người khác là người ta không quan tâm. Trong cái drama này người ta chỉ quan tâm hai người này mà thôi, cho nên là chị và tất cả những người cộng đồng mạng đang cần em phân tích và điều tra lai lịch về hai con người này, và phân tích về hai con người này, nhờ em luôn á. Tiếp theo quý vị, có một cái bình luận này để lại như thế này. Tôi có đăng những cái clip mà tôi đi chơi đó, thì tôi chia sẻ đó quý vị, thì tôi nói là có ai nhớ Vision không đó quý vị. Thì một cái bình luận đó vào nói như thế này nè quý vị: biến khỏi Việt Nam thì càng tốt, hãy trả lại sự bình yên cho không gian mạng. Trời đất ơi, nè bạn, cái mà trả lại sự bình yên cho không gian mạng là hai cái con người mà đang tung hoành hiện tại bây giờ đó, chứ không phải tôi. Trời ơi, tôi nghĩ có 10 ngày thôi là khán giả tôi đã nhớ rồi, tất cả các anh chị theo dõi kênh tôi đã nhớ rồi, lên nhắc đi nhắc lại muốn cho tôi lên like mà tôi không thèm lên, tôi chỉ đi chơi và chia sẻ những cái clip đi chơi mà thôi. Đó, cho nên là muốn chửi là chửi cho đúng người nha, chửi thông minh lên tí xíu. Những người nào mà làm cho không gian mạng hiện tại bây giờ không được bình yên, đó không phải là tôi. Một là cái em vô ơn, hai là cái em Mã Lai, chứ không phải là những người mà cần biến khỏi Việt Nam là những người có cái bình luận như thế này. Chứ là nếu như mà mình không thích người ta thì mình đi mình không xem người ta thì mắc mớ cái gì, đúng không quý vị? Thì qua cái bình luận đó nói tôi biến khỏi Việt Nam đi càng tốt, thì có một cái bình luận này để như thế này đây quý vị.
Mẹ của em không có biết là chị đi chơi nên hỏi chị Mi Sơn làm cái gì mà 10 ngày nay không có thấy lên clip. Em nói là chị đi chơi. Mẹ em bảo là chị chưa có đi. Em trả lời là chị đang đi chơi ở ngoài miền ngoài và sẽ đi tiếp Trung Quốc, còn lâu lắm mới lên clip. Hãy đợi đi. Nghe vậy mẹ em buồn lắm. Tuổi già mà không có đi đâu chơi, trông con cháu và xem clip làm niềm vui thôi. Xem mà cứ sợ hết cái clip. Cả ngày ngày em trong cái clip của chị. Chúc chị và gia đình có một kỳ nghỉ thật vui vẻ và hạnh phúc. Yêu chị. Thấy không? Tôi không lên clip 10 ngày là khán giả, tất cả mọi người yêu quý tôi là đã chờ đợi rồi, trông chờ từng ly từng tí. Tại sao Mi Sơn không lên clip? Mi Sơn đi chơi cũng dành thời gian lên clip. Nhưng mà tôi không phải là một cái người làm YouTube câu like câu view, cho nên thời gian của tôi đi chơi chỉ dành cho gia đình và phải vui thật sự với lại gia đình, không dính líu gì hết những cái gì ở trên mạng đó. Thì mở miệng ra nói là tôi biến mất. May là tôi không lên clip có 10 ngày thôi, mà tất cả những người yêu quý, những người theo dõi tôi, họ đã nhớ tôi. Họ đã rất là buồn khi mà họ nghe tin tôi chuẩn bị đi Trung Quốc chơi nữa, là sẽ không lên clip nữa, là họ sẽ rất là buồn. Đó, thấy không? Cho nên là cái sự có mặt của tôi ở trên mạng rất là có ích cho xã hội, rất là có ích cho những người mà họ già ở nhà nè, coi cháu nè, rồi những người mà họ muốn học hỏi từ kinh nghiệm từ tôi nè, những người đó họ đang chờ đợi clip của tôi từng ngày, từng giờ, từng phút một luôn. Vậy mà lên vì là binh vực những cái loại mà không đúng, binh vực những cái loại mà đi ôm kép sắt, rồi binh vực những cái loại mà giả tạo ở trên mạng, mà lại đi chửi cái người mà đang trung thực, đi chửi cái người mà đang đem đến cho cái xã hội này một cái mạng rất là trong sạch. Đúng không quý vị? Cho nên là tôi sẽ đọc lên cho tất cả mọi người. Có những bình luận này thì cũng sẽ có những cái bình luận đang chờ đợi tôi đó. Rồi thêm có một cái Facebook là Lý Muội, có 442 bạn bè. Có phải là người này ở Củ Chi hay không? Nhưng mà người này lên nói tôi như thế này đây quý vị. Tôi cũng là dân Củ Chi nè, bà Mì Xào, cho địa chỉ tôi lấy về giùm, cho khỏi phải lên tru nữa nhé, má làm mất mặt người dân Củ Chi. Thì nếu như mà nói người dân Củ Chi, chưa gì hết là chị đã vào chị xúc phạm tôi, trong khi đó tôi không biết chị là ai. Chị Lý Muội, tôi không biết chị là ai mà chị tự xưng chị cho rằng chị là người dân Củ Chi, và chị nói là cho chị địa chỉ để chị xuống chị lấy. Chị có quyền hạn gì để mà dính vô trong cái vấn đề mà quà của tôi, đúng không quý vị? Cho nên tôi nói với quý vị là cái vụ quà này á, là tôi không nói và tôi đã chấm dứt. Nhưng tôi chỉ trả lời cái bình luận này nói về cái vấn đề quà đó thôi. Thì tôi nói là chị có cái tư cách gì để mà chị xí vô, và chị dùng cái từ là lên tru nữa nhé. Tru là chị, là tại vì tôi không liên quan đến chị. Chị vào cái Facebook của tôi, chị tru. Chị vào cái Facebook của tôi, chị xúc phạm tôi. Thì cái từ tru này dành cho ai? Dành cho chị mới đúng. Tiếp theo chị Lý Muội nói á, là hôm bữa nó nói dân Củ Chi tự hào về nó. Chị không biết nhà của nó, chứ mà biết là tới nhà chửi cho nó nhục luôn. Ở đó mà tự hào con khùng. Nói nghe chị, có tôi có đụng chạm gì tới chị, hoặc là ví dụ như là tôi có làm một cái gì đó, tôi đụng đến gia phả nhà chị, hay là tôi đụng chạm đến chị, hay tôi làm ảnh hưởng gì đến chị, thì chị mới nói là đến nhà để chửi cho nhục mặt. Tôi mời chị đó, tôi mời chị, nếu thật sự chị là người dân Củ Chi, chắc chắn chị sẽ tìm ra tôi. Tại vì thậm chí là một cái người khán giả ở dưới Vĩnh Long, mẹ của cháu Bình hồi đó, cái vụ mà cháu Bình mà bị tù 12 năm đó, ở tuốt ở dưới Vĩnh Long mà họ còn tìm đến nhà tôi được, thì nghĩ gì chị ở Củ Chi mà chị không tìm tôi được. Có thật chị là người dân Củ Chi không? Chứ tôi biết là người dân Củ Chi tôi là không bao giờ ăn nói theo cái kiểu mất dạy mà vô giáo dục giống y hệt như chị. Dân Củ Chi của tôi nói chuyện rất là có học. Tại vì dân Củ Chi tôi từ những người nằm vùng mà ra, từ những người mà tất thép thành đồng mà ra. Mà dân Củ Chi của tôi ngày xưa đó, những người du kích, những người mà làm trong cách mạng, hiện tại bây giờ đều làm lớn ở thành phố, ở công an thành phố không đó. Thì làm gì có cái kiểu ăn nói giống y hệt như chị. Hay là chị là một cái người tứ xứ rồi đến đây ở, rồi tự xưng cho mình là người dân Củ Chi, đúng không? Nhà tôi nếu như muốn biết tìm đến, chỉ cần search ở trên mạng là tiệm vàng Kim Thiện, nó sẽ ra nhà của tôi. Tôi chờ chị đến đây để chị làm nhục tôi đó. Tôi chờ chị đến đây nha. Chị có bản lĩnh lắm đó, chị good lắm đó, chị có bản lĩnh lắm. Chị đến nhà của tôi, chị làm nhục tôi thử xem. Tôi đang chờ chị đó nha. Lý Muội, từ cái bình luận của một cái người Lý Muội này đó quý vị, thì ở dưới có thêm một cái tài khoản là Đăng Khoa trả lời, là nói như thế này. Thật đó, cái con Mi Sun thật là thất đức, nó làm mất mặt người dân Củ Chi. Thất đức ở chỗ nào? Tức là lên giúp cho những cái người mà yếu thế, thế cô, đi lên có tiếng nói để bảo vệ cho họ, gọi là thất đức. Rồi đứng lên kêu gọi mạnh thường quân để giúp đỡ những cái mảnh đời nghèo khổ, đó là thất đức hả? Còn cái việc làm có đức tức là như thế này, đi lên giả tạo để lừa đảo cộng đồng mạng ha? Rồi đi ăn cướp kép sắt của người ta,
rồi lên giả tạo cho mình là một người tốt, giả tạo ở trên mạng, đó là người tốt, đúng không? Còn nếu như mà đứng ra mà lấy cái tiếng nói của mình bảo vệ người yếu thế, đó là việc làm nhục hả? Việc làm thất đức, đúng không? Rồi giúp đỡ những người nghèo khổ mà họ cầu cứu đến mình, người ta nghèo khổ thật sự, giúp đỡ cho họ thì đó là thất đức. Còn đi giúp cái người mà giàu hơn mình, đó là có đức, đúng không? Theo em Đăng Khoa nó là như vậy, đúng không? Còn nói là làm mất mặt người dân Củ Chi, tức là làm những hành động như vậy là mất mặt. Còn là đi rinh kép sắt hay lừa đảo người khác ha, hay là lên giả tạo để cho mình trở thành một cái người mà giống y như là thiên thần mà yêu thương vô điều kiện, giúp người vô điều kiện, đó là có đức, đúng không? Đó là không mất mặt, đúng không? Tôi không hiểu là cái nhìn nhận của mấy em là như thế nào, nhìn nhận của cái chị Lý Mụi này như thế nào. Tôi đang chờ chị Lý Mụi đến nhà của tôi đó. Tôi chờ chị đến để chị làm nhục tôi đó. Chị có bản lĩnh thì chị đến đây. Chị chỉ cần search ở trên Google tiệm vàng Kim Thiện, nó sẽ ra nhà của tôi. Đây tôi cho chị xem là người dân Củ Chi nè. Người dân Củ Chi nhắn đến tôi như thế này đây nè. Anh ngưỡng mộ em, nói chuyện rất là hay. Có được những người như em, giúp đỡ cho những người đúng và bị cô độc, ức hiếp, xin cảm ơn em rất là nhiều. Anh ở gấp 6 Phước Vĩnh An, đường Cây Bài, anh rất ngưỡng mộ em. Anh mời em có dịp đến nhà của anh chơi. Đến đó hỏi anh Lâm Mai túi sách, ai cũng biết. Kệ đi em, người ta ghét em. Bỏ qua tất cả, anh rất ngưỡng mộ em gái. Em rất tuyệt vời, Củ Chi kiếm được người thứ hai như em là không có. Bởi vậy em giận lên em nói là sẽ trúng kế của tụi nó. Nói vài câu vô đầu của tụi nó là đủ rồi. Đừng có nói nhiều với lại cái đám đó. Đúng với cái tên của em luôn, làm điều thiện, tốt cho đời, cho xã hội. Anh cầu chúc cho em được nhiều sức khỏe, đẹp mãi, hạnh phúc, vạn sự như ý. Chúc em ngủ ngon. Đó, dân Củ Chi đó, chị Lý Mụi. Đây là dân Củ Chi đó. Người ta nói kiếm một người thứ hai ở Củ Chi giống tôi còn không có. Có dịp người ta mời tôi đến nhà người ta. Đó, thì người ta là dân Củ Chi đó. Mà chị đi nói tôi là làm mất mặt người dân Củ Chi, mà trong khi đó là người này cũng là người dân Củ Chi. Họ rất là ngưỡng mộ tôi. Và cái tên thiện của tôi đúng là cái tên của tôi là giúp đời, giúp cho xã hội. Cũng là người dân Củ Chi đó. Chị xác minh giùm tôi coi chị có phải là người dân Củ Chi không. Chứ ở đây là ở ấp 6 Cây Bài là Củ Chi tôi đó. Vậy cho nên tôi biết lý do tại sao rồi. Nhìn vô trong cái bản mặt của chị, xin lỗi cho kêu bản mặt, nhìn vô trong cái bản mặt của chị là chị biết, là tôi biết. Và tất cả mọi người nhìn vô là biết là chị đang ganh tị với tôi rồi. Nhất là phụ nữ hay có cái kiểu là không thích người khác hạnh phúc hơn mình, và cũng không thích người khác giỏi hơn mình, và cũng không thích người khác đẹp hơn mình. Cho nên là vô nói là tôi làm mất mặt. Mất mặt ở chỗ nào? Mất mặt là tại vì tôi là người dân Củ Chi mà tôi đẹp, đúng không? Tôi đẹp hơn chị đó. Tôi không đẹp nhất ở Củ Chi nhưng tôi đẹp hơn chị đó. Và tôi có tính cách và tôi có đạo đức hơn chị. Và tôi ăn nói có giáo dục hơn chị, chứ không phải mất dạy như chị. Không phải tự nhiên một cái người xa lạ mà nhảy vào chửi người ta. Đó. Cái thứ hai nữa là tôi là một người lên giúp cho xã hội, giúp cho những người cần giúp, giúp cho những người nghèo, chứ không phải đi chửi thuê, chửi mướn giống y hệt như chị. Đi xúc phạm người khác trong khi người khác không đụng chạm gì tới mình. Vậy thì giữa tôi với chị, ai là người làm mất mặt người dân Củ Chi? Trả lời tôi nghe. Khán giả trả lời giùm tôi đi quý vị. Để cái comment ở bên dưới là Lý Mụi hay là Mi Sơn làm mất mặt người dân Củ Chi. Còn quay trở lại cái bình luận của anh thì em xin cảm ơn anh rất là nhiều. Khi nào có dịp thì em sẽ ghé nhà anh uống cà phê hoặc là uống nước mía. Em chúc anh thật nhiều sức khỏe và em chúc cho cái xưởng may túi sách của anh là luôn luôn lúc nào cũng có hợp đồng và luôn luôn lúc nào cũng có công việc cho công nhân làm nha. Rồi thêm cái bình luận này đây nào quý vị. Yến Ngọc 6393 vô chửi một cái câu như thế này, chê bai, gọi dùng cái từ là chê bai quý vị. Phối đồ hoa hòe quá, tức là phối đồ nó hoa hòe quá đó quý vị. Thì cái tấm hình mà tôi đăng lên là tôi đi ra ngoài biển Lộc Hà ở Hà Tĩnh đó quý vị, thì tôi đăng lên cái tấm hình này đó. Thì khi mà tôi đăng lên cái tấm hình này thì lại vào chửi nói là tôi là ăn mặc đồ hoa hòe, phối đồ hoa hòe. Vậy thì mọi người cho tôi cái ý kiến đi quý vị, tôi mặc đồ như vậy nó có hoa hòe không quý vị? Mà ví dụ tôi mặc đồ có hoa hòe nhưng đó là cặp mắt của tôi thích, nó đẹp trong mắt tôi thích, được không? Đụng chạm gì tới mình tự nhiên rồi bắt đầu cái là nhảy vô nói là mặc đồ hoa hòe quá, rồi mặc đồ hoa hòe quá rồi có đụng chạm gì tới mình không, nó có ảnh hưởng gì đến xã hội này không, đúng không quý vị? Yến Ngọc 6393 sao rảnh vậy? Tôi mặc đồ hoa hòe mà trong khi đó là tôi thấy cái hoa hòe này của tôi là tôi thấy nó đẹp hơn cái bản mặt của Yến Ngọc rồi đó. Vậy mà nhảy vô nói ăn mặc đồ hoa hòe. Quý vị bình luận giùm tôi coi cái tấm hình này có hoa hòe không. Mà thật sự là mỗi người nó có một cái phong cách khác nhau, mỗi người nó có một cái cách ăn mặc khác nhau. Chứ nếu như mà tất cả những người trên xã hội này mà có cái cách ăn mặc mà ba rem giống y hệt nhau, vậy thì đồ bán ra ai mua quý vị?
mua có một loại một duy nhất thôi, phục vụ một loại một duy nhất thôi. Vậy thì đàn ông mặc đồ giống y hệt nhau, phụ nữ mặc đồ giống y hệt nhau, vậy là đàn ông là lấy vợ chung nhau hết hả? Tại vì sở thích giống nhau. Rồi sao mà phụ nữ lấy chồng chung nhau hết luôn hay sao? Là tại vì nó giống nhau quá. Cho nên là ở trên đời này là mỗi người cái phong cách khác nhau, tính tình mỗi người khác nhau, đẹp xấu khác nhau nữa, ăn mặc đồ khác nhau nữa, thì nó mới chọn vô cái gu là người ta gọi là nồi nào úp dung đó, đúng không? Mình không thích nhưng mà người ta thích, mình không thấy đẹp nhưng mà người khác thấy đẹp, đúng không? Vậy cũng nhảy vô nói được đâu quý vị. Tại vì biết làm sao không? Muốn vô chửi mà đến nỗi mà một cái tấm hình tôi đăng nó không có đụng chạm gì bất kỳ một ai, tôi không có nói đến bất kỳ một cái drama nào, tôi không có nói bất kỳ một ai, thì đăng một cái tấm hình nó không có gì chửi hết, cái vô không có cái lý do gì để chửi hết, bắt đầu nhảy vô chửi lý do là ăn mặc đồ qua què quá gì kỳ vậy Yến Ngọc. Tiếp theo nữa đây quý vị, cái nick là Quang Nguyễn, sống ở Việt Nam mà đặt tên đứa cháu nghe mất cảm tình. Gà không ra gà mà dịch không ra dịch, vứt. Quang Nguyễn rảnh, tức là tôi đặt tên cháu nội của tôi thường là kêu, thường gọi mấy đứa nít ở nhà bây giờ hay kêu là Ken, là Bi Ken nè, rồi xong là kêu là Bi nè, rồi có những đứa là Subin nè, có những đứa kêu bằng bé May nè. Những cái tên đó là tên tiếng Anh không, người ta đặt tên ở nhà để cho con người ta. Rồi nào là Tina nè, rồi rất là nhiều tên người ta đặt tên nhà cho cháu người ta, con người ta, còn tên trong giấy là khác, hiểu không? Mà ví dụ như có đặt tên nước ngoài đi chăng nữa nó cũng rất là bình thường. Ví dụ như là bây giờ là nó học trong cái trường quốc tế thì dĩ nhiên phải đặt cái tên là nước ngoài, đúng không? Ta đặt cái tên của người ta từ tiếng Việt dịch sang tiếng nước ngoài. Hoặc là cái đứa bé đó là cha mẹ của nó là sống ở nước ngoài, hoặc là cha nó là người nước ngoài, rồi đặt tên nước ngoài không được hay sao? Mà gà không ra gà, dịch không ra dịch. Mà ví dụ người ta có đặt tên nước ngoài có đụng chạm gì tới mình đâu, mà sao mình rảnh vậy hả? Quang Nguyễn, Quang là hình như đàn ông á, đàn ông mà rảnh dữ vậy. Ê, ở nhà không có công ăn việc làm hả? Rảnh lắm hả? Thất nghiệp hay sao vậy mà đi chở mở vô? Ơi đàn ông đó chứ không phải làm đàn bà đâu nha. Không lẽ là bây giờ đáy đứng muốn đáy ngồi hả? Chứ sao nhảy kỳ cục vậy? Cháu nội của tôi tên Roy, tức là xe Rolls Royce, là ba mẹ của nó muốn đặt nó vậy, ba mẹ nó muốn đặt. Còn tên trong cái hộ khẩu, tên mà trong cái giấy khai sinh của nó là tên Anh Tú, tên Anh Tú đàng hoàng, tên đi học là tên Anh Tú, còn tên Roy là tên ở nhà. Ta thích người ta gọi vậy đó. Rồi có ảnh hưởng gì không mà dùng cái từ là vứt? Vậy thì trong dòng họ, dòng tộc nội ngoại của Quang Nguyễn nè, có đứa nào, có cháu chắc hay có anh chị nào tên nước ngoài không? Nếu như mà có, vậy là tất cả những người trong dòng họ, dòng tộc của Quang Nguyễn này là những người đó là vứt đi hết hả? Dùng cái từ vứt nè, đúng không? Bởi vậy cho nên mới nói rằng là họ muốn kiếm chuyện, và những cái người này là những cái người cào phím đó quý vị. Họ thích cào phím mà quan trọng nhất là họ đang thất nghiệp và họ không có công việc làm. Mới lên nói như vậy thôi. Ở Việt Nam này là tất cả những người Việt Nam có tên nước ngoài rất là bình thường. Giống y hệt như tôi, tên của tôi là My Sơn. Là không phải tự nhiên tôi nhảy vào tôi nói ê anh chị ơi cho tôi cái tên nước ngoài đi, không phải nha. Tên Việt Nam của mình dịch sang tiếng nước ngoài nó là tên đó, chứ không phải tự nhiên người ta lấy. Mà dù người ta có lấy tên nước ngoài hay là có lấy bất kỳ một cái tên gì, đó là chuyện của người ta, không đụng chạm gì tới mình. Ví dụ như là bây giờ con của mình hoặc là mình á, mà người ta nhảy vô người ta nói ê mày không được đặt tên này nha, mày phải lấy tên nước ngoài này mới được, mình mới phản kháng lại người ta. Còn đằng này là chuyện gia đình của người ta, con người ta, người ta đặt tên gì cũng kệ cha người ta, dính líu gì tới mình đâu. Ở không dữ vậy, đang đáy đứng là tự nhiên không chịu, muốn bẹp xuống ngồi đáy ngồi hả? Đàn ông gì kìa. Thật ra là tất cả quý vị khán giả nói là những cái bình luận này mình không nên quan tâm, mà thật sự không phải. Quý vị phải quan tâm, phải trả lời, phải nói như vậy nó mới chịu quý vị, và phải nói như vậy, nói từ từ nó sẽ học ra được nhiều kinh nghiệm và kiến thức hơn để cái cách nào ứng xử trên mạng đó quý vị. Chứ mà nếu như mà tất cả những cái người mà vào mà ăn nói chuyện hồ đồ như thế này mà mình im mình không nói là họ nghĩ rằng là cái việc làm của họ và những lời nói của họ là đang làm đúng. Những việc làm của họ là đang làm đúng. Mình không nói họ thì họ không biết là họ đang làm sai. Thêm một cái bình luận này đây quý vị, không có tên, nick ảo quý vị, Kinh Nguyệt hay là kênh, sai chính tả hoài, ở Việt Nam đưa tiếng Hàn lên thì bỏ tiếng Việt đi, không thì qua Hàn làm YouTube mà kiếm tiền, nhìn khó chịu gì đâu. Khó chịu coi chi, khó chịu coi chi, khó chịu mình chặn ta đi, khó chịu mình lướt qua đời nhau, đừng làm nhau đâu, đúng không? Lướt qua mẹ nó đi chứ mắc mớ gì. Tại sao lại có cái từ là Kinh Nguyệt hay là kênh? Đó là tại vì tôi đăng một cái clip để tôi đi về quê để tắm kinh đó quý vị. Thì ở quê á, người ta gọi cái đó là cái kinh nước, dẫn nước vô người ta gọi là cái kinh.
hiểu không? Còn có những nơi họ gọi đó là cái kênh, nhưng mà thường là cái kênh ít có ai dùng lắm. Ở vùng miền của tôi người ta dùng là cái kinh nước dẫn vô, ta gọi là cái kinh, thì mình ra tắm đó gọi là tắm kinh. Còn những cái vùng miền khác gọi kênh tôi không biết, nhưng vùng miền của tôi gọi kinh thì tôi gọi kinh, hiểu không? Vậy mà vô nói là kinh nguyệt hay là cái gì, viết sai chính tả mà còn viết hoài. Ở đây ai là người sai? Ai là một cái người thiếu kiến thức, thiếu kiến thức ngu mà lại vô là đi bắt bẻ người ta, bắt tì bắt lỗi là nói là ghi sai. Người ta ở đây người ta gọi là kinh. Rồi cái thứ hai nữa, viết á thì viết tiếng Việt đi, viết tiếng Hàn á thì qua bên Hàn làm YouTube. Ủa rồi tôi viết tiếng Hàn rồi đụng chạm gì tới, đúng không? Đụng chạm gì tới ai? Ví dụ như là bây giờ là người ta viết tiếng Anh, người ta biết tiếng Anh ta viết tiếng Anh, người ta biết tiếng Nhật người ta viết tiếng Nhật, người ta biết tiếng Hàn thì viết tiếng Hàn, tôi biết tiếng Hàn tôi viết tiếng Hàn, ảnh hưởng gì, đụng chạm gì mà lại nói là ở Việt Nam là không được dùng ngoại ngữ tiếng nước ngoài mà chỉ dùng tiếng Việt Nam thôi. Cái gì kỳ vậy? Ở đâu ra vậy? Vậy thì những người mà làm phiên dịch ở tại Việt Nam đó là không được dùng cái chữ nước ngoài của họ, chỉ dùng chữ Việt Nam thôi, vậy phiên dịch cho ai? Đúng không? Còn nếu như mà mình học những cái tiếng đó, mình không rèn luyện cái chữ của nó thì nó sẽ viết sai chính tả và nó sẽ quên từ từ đi. Người ta gọi là văn ôn võ luyện mà, đúng không? Mặc dù là bây giờ tôi không còn đi làm nghề thông dịch viên nữa, tôi không còn làm nghề hướng dẫn viên tiếng Hàn Quốc nữa, nhưng tôi vẫn dùng cái ngoại ngữ của nó để tôi rèn luyện, để cho tôi đừng có quên. Ảnh hưởng gì tới ai? Mà sao tự nhiên lên nói kỳ vậy? Vậy muốn viết tiếng Hàn thì qua bên Hàn Quốc đi rồi làm YouTube, nghe khó chịu rồi, khó chịu vô coi chi, đúng không? Cái việc rất là đơn giản, rất là dễ hiểu mà mình lại không biết điều đó thì mình là một cái con người vứt đi rồi. Cái việc là mình không thích người ta, lướt qua cho qua. Tại sao mình không thích người ta mình cứ chui vô làm chi vậy? Chứ hai nữa là tôi viết tiếng Hàn thì ai hiểu tiếng Hàn, người ta giàu người ta đọc. Còn mình không hiểu thì thôi, gọi là kiến thức của mình không có đó, mình ngu đó, thì thôi đi. Chứ sao lại vô bắt bẻ bắt tì kỳ vậy? Thì tôi hỏi tất cả quý vị khán giả là cái bình luận này viết như vậy thì như thế nào? Nếu những người mà biết ngoại ngữ, những người mà dùng ngoại ngữ, nhớ viết sĩ to tốt là không có được dùng ngoại ngữ nha, viết tiếng Việt Nam thôi, chứ dùng ngoại ngữ một cái là nó chửi đó. Dùng ngoại ngữ một cái là ví dụ ai viết tiếng Anh là nó bắt là phải qua bên Mỹ sống đó. Còn nếu ai viết tiếng Nhật là phải qua bên Nhật sống đó. Chứ ở Việt Nam là không có được dùng tiếng nào hết trơn ngoài tiếng Việt Nam, chữ Việt Nam thôi, nghe chưa? Quá trời quá đất rồi, ngu dốt mà lại lên bắt bẻ bắt tiền người ta, ngộ vậy đó. Cho nên Bác Hồ hay nói cái câu là cần cù ngu dốt trở thành phá hoại đó quý vị. Cho nên là ở đây là cần cù quá vô bắt bẻ nói người ta sai chính tả là thành ra phá hoại. Thật ra chính bản thân mình là người ngu. Rồi thêm một cái bình luận này nữa đây quý vị. Đẹp người phải đẹp nết nhé em, thất vọng về em quá. Đẹp nết nó ra sao? Đẹp nết nó ra sao chỉ coi. Đẹp người mà đẹp nết ra sao phải chỉ coi. Tức là đẹp nết là phải là đi rinh kép sắt nè. Rồi đẹp nết là phải đi lên lừa đảo nè, phải dùng cái sắc đẹp của mình để lừa đại gia nè, hoặc là phải lên là phải giả tạo bên ngoài là phải là đi làm từ thiện nè, phải là một thiên thần giúp đỡ tất cả những người dân ở bên ngoài. Nhà mình bỏ mẹ đi, gia đình mình cứ bỏ mẹ nó đi, cứ đi giúp những người dân ở bên ngoài thôi, giúp vô điều kiện luôn, bỏ tiền giúp vô điều kiện luôn. Đó gọi là đẹp nết đó hả? Thất vọng gì? Ai mượn hy vọng về tôi? Tôi làm là cho những người yêu thương tôi và thật sự những người mà muốn thay đổi cuộc sống của mình và thật sự con người muốn thay đổi để chi? Để hoàn thiện cho cuộc sống của mình, để góp phần cho xã hội này trong sạch hơn, chứ không phải là đi ra ngoài giả tạo để giúp đỡ người khác. Còn gia đình của mình thì không quan tâm, gia đình của mình thì sống làm sao kệ, đó gọi là cái gì? Khôn nhà dạy chợ, hoặc là cái gì không? Giả tạo thôi, chứ không phải tốt đẹp gì đâu. Cho nên là đừng có nói cái câu thất vọng về em. Những người mà có cái bình luận nhận xét như thế này thì những người này là thích sống giả tạo lắm quý vị. Vứt đi, không hợp với tôi, lướt qua đời nhau đi cho vui nha. Rồi thêm một cái bình luận là xong cô Út. Xong cô Út 3495. Đó, vô bình luận vậy nè quý vị, rất là dễ thương. À, đất chị hay là đất của người ta mà chị quăng lên là của mình vậy chị? Tức là ngày hôm bữa tôi đi ra ngoài Hà Tĩnh, tôi chơi ở ngoài bên quê của xui tôi đó quý vị. Thì tôi có đăng lên là ở nhà đi chơi nhưng mà ở nhà vẫn làm việc bình thường đó quý vị. Thì nói là đất này của chị hay là của ai quăng lên vậy? Là em hay dùng đấy, đất của người khác em quăng lên lắm à? Tức là em hay lấy của người khác em đem lên em nói là của mình đó hả? Hay sao mà em nghĩ chị cũng vậy vậy? Đúng không? Ở đây chị không có rảnh, chị không có rảnh để đi lấy của người khác để đem vô nói là của mình ha. Còn cái tấm hình này á, cái tấm hình này đăng lên đó là em út của tôi, em ruột của chị đó cưng, em ruột của chị. Thì khi mà chị không có nhà
mà làm bất kỳ cái gì mà dính líu đến tài chính thì dĩ nhiên chị sẽ giao cho em ruột của chị làm. Đâu có rảnh đâu mà tự nhiên đi lấy của người khác mà đăng lên như vậy. Ví dụ như lấy của người khác đăng lên là nó có nè, số thửa nè, số đất đồ này kia của người khác mà mình lấy đưa vô của mình là bị nhục chết luôn đó. Mà vẫn vô nói giống y hệt như vậy thì quý vị trả lời giùm tôi cái bình luận này đi quý vị. Chứ tôi thấy là cái bình luận này ganh tị với tôi dữ lắm nè. Và cái bình luận này vô kiếm chuyện với tôi dữ lắm nè. Chị không có cái vụ đi mượn của người khác. Ví dụ như là bây giờ nhà của chị có cái em Mã Lai lên Du Khống nói chị là đi xin răng, mà trong khi đó là chị trả tiền đàng hoàng. Trả tiền đàng hoàng, tại vì khi mà mình đến mình làm thẩm mỹ bất kỳ cái gì hoặc mình đi mua bất kỳ một cái gì cũng phải có sự thỏa thuận trao đổi hai bên. Nếu như mà cái giá đó hợp lý thì tôi làm. Hoặc là anh bán cái xe này giá này hợp lý, anh bớt cho tôi cái giá đó thì tôi sẽ mua, còn không tôi không mua tôi đi chỗ khác. Làm răng cũng y hệt như vậy thôi. Nếu như bớt cho tôi cái giá đó thì tôi cảm thấy được tôi làm, còn không được tôi đi tìm chỗ khác tôi làm răng. Giá nào hợp lý tôi làm, đơn giản vậy thôi. Thì tôi đã chứng minh lên được là tôi không có đi xin. Cái vấn đề thứ hai, em Mã Lai nói rằng là tôi đi ké xe của người khác, thì tôi có chứng minh lên được là nhà tôi có 3 chiếc xe hơi thì làm sao mà đi ké, đúng không quý vị? Rồi bắt đầu là em Mã Lai nói rằng tôi đi xin ăn nhà hàng đó của người khác mà bị người ta đuổi về khóc bù lu bù la, trong khi đó nhà tôi ăn ngập họng tràn họng. Còn có vấn đề mà đất đai đồ này kia, đó là công việc của tôi từ trước cho tới bây giờ, nhưng không thích đăng. Nhưng mà bây giờ thích đăng được không? Lúc nào tôi thích thì tôi đăng, lúc nào tôi không thích là tôi không đăng. Còn nói cái vấn đề mà mượn giấy tờ của người khác đi đưa lên nói cho mình, chỉ có những người thiếu kiến thức và ngu dốt mới nói như vậy. Vì sao? Vì ở trên đó nó có số thửa, số đất đàng hoàng. Chỉ cần ai mà trong ngành nghề bấm cạch 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 ra là cái số thửa đó, ai đứng là chủ của cái miếng đất đó là biết liền hả? Đúng không quý vị? Còn tôi đi ra ngoài đó nhưng công việc vẫn làm, dù tôi đi du lịch nước ngoài nhưng công việc của tôi vẫn hoạt động bình thường. Đúng không? Tôi làm việc qua điện thoại, tôi cử người cho người đi làm cái vấn đề đó ABC gì đó. Thì vậy cũng nói là đất của chị hay của ai quăng lên vậy chị? Ơi mày hay quăng của người khác lắm hả? Mày hay đi lấy của người khác vô quăng của mình hay sao? Đúng không quý vị? Quá trời quá đất ganh tị rồi. Cái gì cũng ganh tị được. Ăn mặc đồ nó cũng đè nó vô, nó chửi, nó xúc phạm, nó ăn mặc đồ lè lạc, đặt tên cho cháu nội nó cũng vô nó kiếm chuyện. Rồi bây giờ đất đai đăng lên nó cũng nói mượn của người khác. Vậy làm sao vậy? Cái vụ gì kỳ vậy? Ganh tị riết nó mệt lắm. Thêm một cái bình luận này nữa đây quý vị. Em này thùng rỗng kêu to nè, giàu thì không giàu, học vấn thì mới có lớp 7. Ủa? Thùng rỗng thì kêu to nè. Ai vậy? Nói cho nghe coi. Thùng rỗng mà kêu to. Ủa làm sao? Tôi có bao giờ mà tôi lên tôi khoe rằng là tôi nói tôi là giàu nhất nha. Ở Củ Chi tôi giàu nhất, không ai giàu bằng tôi á, thì đó mới gọi là thùng rỗng kêu to. Còn đằng này tôi không có bao giờ tôi đưa lên tôi khoe tôi là người giàu có cả. Mà lý do tại sao lại nói là thùng rỗng kêu to, giàu thì không giàu, ủa kỳ vậy? Cái vụ kỳ vậy, đủ ăn là được, gia đình hạnh phúc là được, thích đi du lịch đâu là đi, không có lo về vấn đề tiền bạc là được, vậy là được rồi. Chứ đâu có khoe khoang giàu có rồi em này mới học tới lớp 7, ủa đâu ra vậy? Đâu ra vậy, lấy cái gì chứng minh là tôi học mới tới lớp 7 coi? Hả? Quá trời quá đất rồi. Bây giờ nè, dù là tôi có học tới lớp 7, ví dụ có học tới lớp 7, nhưng khi mà ra đời làm ăn kinh tế đâu này kia, tôi có thể thành đạt và tôi cũng vẫn có thể thành tỷ phú dù là tôi học lớp 7, đúng không? Ví dụ như là ông Tổng thống Trump đó, ông đâu có học cao, đúng không? Vẫn là một tỷ phú ở bên Mỹ đó thôi. Cho nên là người ta học có lớp 7 thì có đụng chạm gì đến mình đâu. Ví dụ như hồi thời xưa có những người học tới lớp 1, lớp 2, lớp 3 thôi, rồi xong rồi lúc thời điểm đó ta nghèo, ta khổ, ta không học tiếp nữa. Nhưng mà sau này ta học bổ túc, ta học bổ túc lên, người ta học ra cấp 3, người ta học ra đại học, học bổ túc. Thì cái lúc đó người ta đi học, người ta đi báo cáo mình sao? Người ta đi báo cáo mình hả? Cuộc sống người ta báo cáo mình sao? Đúng không? Học lớp 7 mà đi làm phiên dịch được cho người ta là một ngày mấy trăm đô à? Học lớp 7 mà đi làm hướng dẫn viên tiếng quốc tế à? Đúng không quý vị? Sao mà có cái kiểu mà đi ganh tị với người khác còn bắt đầu nói những lời xúc phạm vậy? Rồi trong khi đó là giờ mình đang học đại học đó mình làm gì? Mình đã làm được cái gì chưa? Quan trọng là cái vấn đề hiện tại thành đạt bây giờ, chứ đừng có nói cái vấn đề ngày xưa học lớp mấy. Ví dụ như các cán bộ quan chức ngày xưa đó, thậm chí là hiện tại bây giờ người ta làm quan rất là lớn, ngày xưa người ta mới học tới lớp 3, lớp 4 thôi. Sau đó là bắt đầu người ta học bổ túc lên, ta học lên lớp 12, người ta học ra đại học, người ta thi tiến sĩ, thạc sĩ. Vậy thì những lúc đó người ta đi học người ta báo cáo mình hả? Hay sao? Mà có cái kiểu vô mà nói chuyện say xúc phạm vậy, học lớp 7 đâu ra vậy, là lấy gì chứng minh cho tôi biết là ai vậy? Hả? Rồi lúc mà tôi học lớp 7 rồi tôi học trường nào, nói nghe coi. Quá trời quá đất luôn. Còn nói là hả, giàu thì không giàu. Ủa tôi nói tôi giàu hồi nào? Tức là nhà cửa của tôi nó là như vậy, cuộc sống của tôi đầy đủ. Và tôi cũng nói khẳng định với lại tất cả quý vị khán giả là tôi không đủ giàu để tôi giúp đỡ hơn tất cả mọi người. Tại vì tôi lo cho gia đình dòng họ của tôi, tôi giúp còn chưa đủ. Vậy thì giàu không? Vậy thì tôi có nói tôi giàu không?
đâu có nói đâu mà sao tự nhiên vô nói là thùng rỗng kêu to, trời ơi quá trời quá đất, là ganh tị rồi khó chịu, bắt đầu nghe lời dẫn dắt cái đầu nhảy vô cái xúc phạm người ta, đúng không? Vậy thì nói cái vấn đề là tại vì vô bình luận cái clip mà tôi nói về cái vấn đề quà cáp đó quý vị, thì vô nói là không có giàu. Ôi vậy là tức là phải cho cái hộp sòn bự chà bá lửa giống y hệt như vậy, phải cho một cái đôi bông hoặc là cái chiếc nhẫn mà nó trị giá tới mấy tỷ đó mới gọi là giàu hả? Còn bây giờ cho một cái món quà chỉ có một cái đôi bông vàng 18k, đúng không? Rồi hai cái dòng hạt, cái mỗi dòng có mấy triệu thôi à, tức là cho vậy á là không có giàu, đúng không? Ủa nó nghe nè, cái đó là tôi cho người ngoài mà, người dân mà, là cái đó quý lắm rồi. Đâu có ai ngu mà tự nhiên đem tài sản của mình đi cho người khác, ta chỉ cho dòng họ người ta thôi chứ mai đem tài sản của mình đi cho người khác cả, vậy là không giàu. Đem của cải cho lần bạc tỷ đi cho người khác mới giàu. Ơi có mấy ngu mới làm vậy, chứ ở đây thông minh lắm không có ngu, hiểu không? Ví dụ như tôi bỏ tiền ra bạc tỷ, tôi bỏ ra 1 tỷ tôi phải lấy lại 10 tỷ thì đó tôi sẽ cho. Còn đằng này nó không có liên quan gì đến tôi, nó không có lợi gì cho tôi thì mắc mớ gì tôi phải bỏ tiền của tôi ra, hết tiền của tôi ra để tôi cho người ta, hiểu không? Cho nên là cái phần 95 ngày hôm nay kết thúc ở đây nha quý vị. Tiếp tục tôi sẽ cố gắng lên thêm mấy clip nữa trước khi đi chơi để cho tất cả mọi người ở nhà xem và đỡ nhớ Misen nha quý vị. Còn bây giờ thì phần 95 ngừng ở đây, tiếp tục phần 96, phần 97 Misen sẽ ra tiếp theo. Còn bây giờ chào tạm biệt, hẹn gặp lại video tiếp theo. Bye bye. Annyeonghaseyo, tamme video mạnh nay yo. Bye bye.